Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Động. Tập 19. Chương 181. Sa mạc khổ tu. Trong sa mạc mênh mông, bão cát cuồng loạn, thiếu niên thân khoác luyện dược sư trường bào chậm rãi bước đi, phía sau. Từng dấu chân lõm sâu trong cát vàng, chỉ sau một lát, tất cả dấu vết đều bị cát vàng phủ lấp, ẩn dưới lòng sa mạc. Điều kiện khắc nghiệt trong tháp qua nhĩ đại sa mạc có chút ngoài dự tính của Tiêu Viêm, cát vàng dưới chân phơi dưới ánh nắng mặt trời chói chang, chẳng khác những hạt sắt nóng bỏng, mỗi bước chân dẫm xuống, cơ hồ đều khiến Tiêu Viêm mím môi cắn răng. Chậm rãi bước đi, từng loạt cuồng phong xen lẫn cát bỏng va đập lên khuôn mặt, làm sinh ra cảm giác đau rát. Những lúc thế này, Tiêu Viêm không thể không lập tức vận chuyển đấu khí. Trên khuôn mặt hình thành một vầng đấu khí nhàn nhạt, lúc này mới tránh cho không bị bão cát hủy hoại mặt mũi. Song mặc dù điều kiện trong đại sa mạc cực kỳ nghiêm khốc, bất quá trong đó lại ẩn chứa hỏa thuộc tính năng lượng, điều này khiến Tiêu Viêm cũng vui mừng rất nhiều. Có lẽ là bởi vì bị phơi nắng, nơi này nếu như chỉ nói về hỏa thuộc tính năng lượng, cơ hồ so với tiểu sơn cốc trong ma thú sơn mạch kia còn hùng hồn hơn vài phần. Hơn nữa, năng lượng hỏa thuộc tính ở nơi này cũng đặc biệt tinh thuần cùng bá đạo, vừa vặn cực kỳ thích hợp cho Tiêu Viêm dùng để tu luyện tử hỏa đấu khí. Tiến vào đại sa mạc vẻn vẹn nửa ngày thời gian, Tiêu Viêm có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể tử hỏa đấu khí lưu hành so với ngày trước rõ ràng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lại chậm rãi bước đi được hơn 100 thước, Tiêu Viêm lau mồ hôi trên trán, liếm liếm khóe môi có chút khô héo. Từ trong nạp giới chung lấy ra một chai nước, xốc mạnh vài hớp, lúc này mới thở phào một hơi lấy ra tấm bản đồ da dê, cười khổ nói: "Sư phụ, nửa ngày rồi, chúng ta vẫn chưa đi vào lộ tuyến như trên bản đồ, hiện tại coi như là tránh được lộ tuyến chính, kế tiếp nên đi đường nào?" "Ân, cứ đi tới chỗ có dấu hiệu hỏa diễm ở, hướng đông đi." Dược lão tùy ý nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm cầm bản đồ nhìn kỹ một hồi, cau mày thở dài nói: "Xem như trên này, muốn tới chỗ có dấu hiệu hỏa diễm ở hướng đông, chúng ta ít nhất cần phải 10 ngày lộ trình." "Hắc hắc, vậy cứ thế đi đi. Ở trong sa mạc này, cho dù là đi, cũng là một loại tu hành." Nhìn Tiêu Viêm sắc mặt khổ sở, dược lão thoáng có chút hả hê cười nói. Than thầm một tiếng, Tiêu Viêm ngẩng đầu, nhìn ánh mặt trời chói chang trên sa mạc, khóe miệng nứt ra, đem bản đồ thu vào trong nạp giới, bàn tay nhẹ vuốt huyền trọng xích sau lưng, không khỏi cười cười. Nói đến cũng lạ, huyền trọng xích này mặc dù thể tích khá lớn, bất quá phơi dưới ánh mặt trời chói chang như vậy, lại vẫn như cũ hoàn toàn lạnh lẽo, tựa hồ mặt trời trên kia, đối với nó cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, hơn nữa nó cũng làm tâm trí Tiêu Viêm tỉnh táo không ít. Dù sao, nếu bắt hắn mang theo một khối sắt bỏng sau lưng chạy khắp nơi, hắn là tuyệt đối sẽ không làm cái chuyện ngu xuẩn như thế. Lần nữa lau mồ hôi, Tiêu Viêm vừa muốn xoay người về hướng đông sa mạc, sắc mặt đột nhiên khẽ biến, bàn tay đưa lên nắm ngược huyền trọng xích. Sau đó mạnh rút ra, hung hăng đâm lên đống cát vàng trước mặt. Hí, trọng xích cắm vào cát vàng, nhất thời vang lên một tiếng kêu rú thê lương. Tiêu Viêm sắc mặt không chút thay đổi rút ra trọng xích. Từ trên mặt cát vàng, một vết máu loang lổ thấm ra. Tay áo bào khẽ phất lên, một cỗ kình khí hất bay lên từ trong cát một đầu tiểu hình ma thú. Ánh mắt lạnh nhạt lướt qua con tiểu ma thú đã mất đi sinh cơ. Loại ma thú này tên là Hoàng Sa Ma Hạt. Chỉ có ở trong sa mạc mới có thể gặp. Loại ma thú này thường xuyên ẩn trong cát vàng, đợi có người tự động dẫm chân đi tới. Chúng kiểu như ôm cây đợi thỏ, lúc này chỉ cần phóng thích độc dịch là xong. Ma hạt cực kỳ am hiểu ẩn núp, cho dù là những người hàng năm hành tẩu sa mạc, chỉ hơi chút lơ là cũng sẽ bị chúng tập kích. Bởi vậy, tuy không phải là nhất giai ma thú, nhưng loài người luôn coi chúng là một trong những loại sinh vật khó chơi nhất trong sa mạc. Giải thích: Hoàng Sa Ma Hạt là loài bò cạp sa mạc. Hết giải thích. Bất quá cho dù ma hạt có ẩn núp giỏi đến đâu chăng nữa, nhưng trong mắt Tiêu Viêm, với linh hồn cảm giác lực hơn người, không thể nghi ngờ, giống như đom đóm trong đêm đen phát ra ánh sáng lập lòe. Muốn bí mật đánh lén, hắc hắc, cơ bản là không có thể. Ánh mắt quét qua con ma hạt, Tiêu Viêm tiến lên hai bước, cắt lấy gai độc của nó thu vào trong nạp giới. Sau đó đứng dậy, bước chân trầm trọng lại nhấc lên.
bắt đầu hướng phương đông sa mạc chậm rãi đi tới, tu luyện trong sa mạc. Buồn tẻ cùng nghiêm khốc, lần nữa ngoài dự tính của Tiêu Viêm. Trước kia tại ma thú sơn mạch tu luyện, về phần cảm giác cũng không quá mức cô đơn. Nhưng ở trong sa mạc mênh mông này, đưa mắt nhìn lên, chỉ có bão cát cuồng loạn. Trong tầm mắt, đừng nói bóng người, ngay cả bóng dáng ma thú cũng khó thấy. Loại cảm giác cô độc hoang vu như này, thật sự là làm cho con người khó có thể chịu nổi. Ngày thứ hai từ lúc Tiêu Viêm tiến vào tháp qua nhĩ sa mạc, tu luyện mới chính thức bắt đầu. Dưới sự yêu cầu của Dược Lão, Tiêu Viêm cơ hồ trên mình chỉ mặc một chiếc quần đùi, nửa người trên hoàn toàn để trần trọng vẹn. Đối với hình tượng của mình lúc này, mặc dù Tiêu Viêm cố tình muốn kháng nghị một phen, bất quá lại bị Dược Lão nhất mực từ chối, lý do là chỉ có để cho da rẻ lõa lồ phơi dưới ánh nắng mới có thể có hiệu suất cao trong quá trình hấp thu hỏa thuộc tính năng lượng trong không khí. Trên mênh mông cát vàng của sa mạc, một bóng dáng con người quần đùi lưng trần đang cắn răng nằm sấp trên cát vàng nóng cháy. Bên cạnh hắn, một vị lão giả thân hình có chút hư ảo đang híp mắt cười, cầm trong tay một bình ngọc nhỏ trong suốt, thấy được bên trong một loại chất lỏng màu đỏ. Miệng bình chậm rãi, nghiêng, đổ ra vài giọt chất lỏng màu đỏ lên trên tấm lưng có chút ngăm đen do bị ánh mặt trời thiêu đốt của thiếu niên. Ý, chất lỏng màu đỏ vừa rơi lên lưng, Tiêu Viêm hàm răng cắn chặt, nhất thời hít mạnh một hơi, hai tay gắt gao siết chặt nắm cát vàng, cũng không để ý hạt cát có nóng cháy hay không. Đốt huyết này để phụ trợ trong sa mạc, so với hiệu quả ngươi tại ma thú sơn mạch còn mạnh hơn rất nhiều, mặc dù thứ này tương đối khó phối chế, bất quá hiệu quả quả thật không tồi. Ở trong sa mạc, nó có thể khiến cho da rẻ thêm mẫn cảm đối hỏa thuộc tính năng lượng trong không khí, hiệu quả tu luyện cũng có công hiệu tăng gấp đôi. Dùng khối ngọc phiến chậm rãi đóng lại bình chất lỏng, Dược Lão nhìn bộ dáng kiên trì đang cắn chặt hàm răng của thiếu niên, ánh mắt xẹt qua một thoáng vui mừng, tươi cười, nhẹ giọng giải thích nói. Tiêu Viêm nhếch miệng cười, bất quá vẻ tươi cười của hắn thoáng có chút khó coi, rồi lầm bầm nói, không sao cả, cứ việc rót thêm đi. Dù sao thời gian mấy ngày nay con cũng đã quen rồi, đệ tử đây không ưu điểm gì, nhưng vốn thích ứng với gian khổ, hắc hắc, cái mạng này so với con rắn vẫn còn ngạnh hơn. Bất quá tu luyện mấy ngày nay, hiệu quả thật đúng không tồi. Con đã có thể cảm nhận được, đấu khí trong cơ thể đang hướng thẳng tới cảnh giới nhất tinh đấu sư. Bàn tay quơ nắm cát vàng, Tiêu Viêm hưng phấn nói, ây ây. Cười gật đầu, Dược Lão nhẹ giọng nói, tốt lắm, tiến vào trạng thái tu luyện đi. Hiện tại là lúc tu luyện thích hợp nhất, đừng lãng phí trạng thái. Nghe vậy, Tiêu Viêm vội vã gật đầu, không còn nói nhảm, cứ như vậy đem lưng phơi ra ánh mặt trời chói chang. Đồng thời khuôn mặt kề sát cát vàng nóng bỏng, trên khuôn mặt màng đấu khí bao trùm, sau đó giống như con đà điểu, vùi đầu vào trong đống cát nóng bỏng. Tư thế tu luyện cổ quái lúc này của Tiêu Viêm là do Dược Lão cố ý phân phó, bởi vì ở trong sa mạc này, mặc dù bất cứ địa phương nào cũng đều ẩn chứa hùng hồn hỏa thuộc tính năng lượng, nhưng sau khi trải qua một ngày bị phơi nắng, năng lượng hỏa thuộc tính trong cát trải qua lắng đọng, vì muốn thêm tinh thuần, cho nên lúc này Tiêu Viêm mới phải tu luyện tư thế cổ quái giống như con đà điểu. Đầu vùi trong cát, Tiêu Viêm cảm nhận được sự tĩnh lặng xung quanh, tiếng bão cát tàn phá dần dần lắng xuống, tâm trí lúc này hoàn toàn bình ổn. Tiêu Viêm có thể phát hiện chất lỏng đốt huyết trên lưng mình dưới ánh nắng mặt trời đang rất nhanh thẩm thấu vào trong cơ thể. Mặc dù trong lúc thẩm thấu làm cho da rẻ nóng rực, gân cốt cơ thể không ngừng đau đớn co rút, nhưng luồng năng lượng hùng hồn tinh khiết hỏa thuộc tính lại làm cho Tiêu Viêm trong lòng không ngớt reo mừng. Có đốt huyết kích thích, xung quanh trong thiên địa vốn đã cực kỳ đậm đặc hỏa thuộc tính năng lượng càng lại giống như tìm được ngọn nguồn, cuồn cuộn không ngừng rót vào trong thân thể Tiêu Viêm. Sau khi trở thành một đấu sư, Tiêu Viêm đã có thể đem năng lượng an bài thỏa đáng mà không cần phải quá lớn hao phí khí lực. Khống chế được hỏa thuộc tính năng lượng đang lưu chuyển trong vài đạo kinh mạch, sau khi trải qua cứ như thế tu luyện, hỏa thuộc tính năng lượng bị quán trú vào tử sắc khí toàn nơi đan điền. Tu luyện cứ như vậy được tiến hành trong buồn tẻ và tịch mịch. Ngay khi đốt huyết trên lưng Tiêu Viêm hoàn toàn thẩm thấu, tử sắc khí toàn trong đan điền rốt cuộc lại lần nữa ngưng kết ra một giọt chất lỏng màu tím. Giọt chất lỏng màu tím nho nhỏ lưu động linh lệ trong tử sắc khí toàn, tựa như con cá nhỏ nhẹ nhàng sinh động trong hồ nước. Tâm thần chăm chú vào chất lỏng nho nhỏ màu tím,
Tiêu Viêm khẽ cười cười, trải qua đoạn thời gian khảo nghiệm này, hắn mơ hồ tính ra. Tựa hồ khi nào những giọt chất lỏng nho nhỏ bên trong tử sắc khí toàn đạt tới 15 giọt, hắn sẽ có đủ năng lượng để tấn cấp tiến lên nhị tinh đấu sư. Hiện tại, số lượng giọt chất lỏng trong tử sắc khí toàn đã có 13 giọt, nói cách khác, nếu như có thể ngưng tụ ra 2 giọt chất lỏng màu tím nữa, như vậy Tiêu Viêm hẳn có thể tấn cấp lên nhị tinh đấu sư. Nhanh! Trong lòng nhẹ nhàng hô một tiếng, Tiêu Viêm ngẩng đầu, hung hăng vung lên một nắm cát vàng, sau đó từ trên mặt cát bật người lên, ngửa mặt lên trời hét lớn, nhanh! Nhị tinh đấu sư! Đứng ở một bên, Dược Lão nhìn ra tâm tình của Tiêu Viêm trong tiếng hí gào phát tiết, khẽ cười cười, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, tiểu tử kia, mặc dù ngươi thiên phú không thấp, nhưng nỗ lực của ngươi mới là mấu chốt để tiến đến thành công cuối cùng. Ta rất chờ mong vào cái ước hẹn 3 năm mấy tháng sau. Năm đó cái nhục mà nàng cấp cho ngươi, hiện giờ, ngươi đã có tư cách tự mình đi đòi lại. Chậm rãi ngẩng đầu, Dược Lão nhìn lên mặt trời, sau đó nghiêng đầu nhìn chằm chằm bóng lưng đơn bạc kiên cường của thiếu niên, đột nhiên nụ cười có chút lạnh lẽo. Mặc dù tu luyện gian khổ, nhưng ngươi lại chưa bao giờ buông bỏ, hết thảy thành công đều là chính ngươi dùng nỗ lực cùng mồ hôi đánh đổi. Ta tin tưởng, ngươi ngày sau nhất định sẽ đứng tại đỉnh cao của đấu khí đại lục. Các bạn đang nghe chuyện Đấu Phá Thương Khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 182, Sảo Ngộ. Sa mạc mênh mông, màu vàng của cát là màu duy nhất tại nơi đây. Cuồng phong thổi bay những hạt cát, cuốn chúng vào trong trời đất, từng trận tiếng gió vang lên không dứt bên tai. Tại một chỗ trên cồn cát, Tiêu Viêm nửa người trên xích lõa, lông mày đang nhíu chặt nhìn bản đồ trong tay. Tiến vào tháp qua nhĩ sa mạc, đã qua hơn 10 ngày thời gian, mà trong hơn 10 ngày đi bộ này, Tiêu Viêm cuối cùng cũng đã đến gần phạm vi hỏa diễm trên bản đồ. Nhưng tới ngày hôm qua sau khi tiến vào trong phạm vi, Tiêu Viêm trải qua cả ngày tìm tòi, vẫn như cũ không phát hiện bất cứ dấu vết gì liên quan đến hỏa diễm. Như thế nào không có? Chúng ta không phải bị lão gia hỏa kia gạt chứ? Tiêu Viêm giơ tấm bản đồ da dê trong tay lên, ngẩng đầu nhìn Dược Lão trôi nổi giữa không trung, cau mày cười khổ nói, cái này ta cũng không biết, địa hình xung quanh cùng địa phương khác không có gì khác nhau, ta cũng không cảm giác được nơi đây có dị động bất thường. Dược Lão chậm rãi hạ thân xuống, có chút bất đắc dĩ nói, nếu như bản đồ này không có vấn đề, như vậy hơn phân nửa nơi này hẳn là sẽ không có dấu vết của hỏa diễm. Lắc đầu, Tiêu Viêm thở dài nói, có lẽ là như vậy. Ai? Mẹ nó, uổng phí hơn 10 ngày đường đi bộ. Hung hăng cua cua bản đồ da dê, Tiêu Viêm buồn bực mắng. Ha ha, cũng không tính là uổng công, ít nhất giữa hơn 10 ngày tu luyện này, ngươi cũng đã từ từ tiếp cận cấp độ nhất tinh đấu sư sao. Chỉ cần tiếp tục tu luyện một đoạn thời gian, đột phá đến nhị tinh đấu sư hẳn là chuyện nước chảy thành sông sao. Dược Lão cười an ủi nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm vẫn như cũ có chút không cam lòng bĩu môi, ngón tay chỉ vào dấu hiệu hỏa diễm trên bản đồ trầm ngâm nói, sẽ tiếp tục tìm, dù sao cái dấu hiệu này lớn như vậy, phạm vi bao quát cũng không nhỏ, chúng ta lại không quen thuộc hoàn cảnh địa hình nơi này, tự nhiên cần dùng nhiều thời gian hơn để tìm kiếm, nếu không vạn nhất bỏ lỡ, như vậy không phải hối hận đến chết. Ân, phạm vi này đích xác không nhỏ, lão gia hỏa kia cũng thật là lười. Ai? Như vậy tìm thêm 2 ngày thời gian nữa đi, sau 2 ngày đó, chuyển đường lên phương Bắc. Này hai bên đi đi về về một lượt, nếu không có 1 tháng thời gian, là khó có khả năng tới. Dược Lão liếc mắt nhìn dấu hiệu ngọn lửa kia một cái, khẽ nhíu mày, chợt gật đầu. Cười khổ một tiếng, Tiêu Viêm lần nữa thở dài một hơi, bàn tay theo thói quen vuốt vuốt huyền trọng xích thật lớn sau lưng, sau đó nhấc chân quay về phía biển cát mà đi tới. Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, Tiêu Viêm lần nữa đầu đầy mồ hôi bước đi gần nửa giờ, ngay lúc hắn chuẩn bị dừng lại tạm nghỉ một lúc, lông mày đột nhiên nhíu lại, quay đầu đi, nhìn trên cồn cát cách đó không xa. Nơi đó, một đạo nhân ảnh cực kỳ nhếch nhác đang chạy trốn, tại dưới chân cồn cát. Một lúc không ổn, liền trực tiếp theo tường cát lăn xuống dưới. Khẽ cau mày nhìn người kia lăn xuống dưới, cuối cùng lăn tới trước mình một khoảng không xa. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, đi ra phía trước. Từ trong giới chỉ lấy ra một túi nước sạch.
sau đó vẫy vẫy lên khuôn mặt nam tử. Được nguồn nước kích thích, nam tử từ trong hôn mê mở mắt ra, nhìn Tiêu Viêm xuất hiện trước mặt. Đầu tiên là cả kinh, nhưng phát hiện hắn không hề có ý xấu. Lúc này mới thở phào một hơi, nhàn nhạt liếc mắt nhìn nam tử một cái. Tiêu Viêm tùy ý lấy từ trong giới chỉ ra 2-3 bình nước sạch, sau đó đưa cho nam tử bên cạnh, xoay người bước đi. Tiêu Viêm sâu trong đáy lòng mình, chưa từng cho rằng mình là người tốt có tâm địa Bồ Tát, ở trong sa mạc mà gặp người bị thương xa lạ. Có thể cho hắn một ít nguồn nước, đó đã là giới hạn lớn nhất. Nếu muốn hắn động thân đem người đó che chở, bảo vệ cho đến khi ra khỏi sa mạc, như vậy chỉ có thể xin lỗi, tiểu huynh đệ. Nhìn Tiêu Viêm xoay người đi không chút do dự, nam tử thoáng ngẩn ra, chợt vội vàng khàn khàn nói, tiểu huynh đệ, xin dừng bước. Chúng ta chính là đội ngũ lính đánh thuê bị xà nhân tập kích, hiện tại đang lâm vào sống chết trước mắt. Vẫn thỉnh tiểu huynh đệ có thể đi Thạch Mạc Thành hỗ trợ cầu một chút cứu binh. Xin lỗi, ta không có thời gian, không có quay đầu lại. Tiêu Viêm giơ tay lên, thản nhiên nói. Việc này không thể trách hắn lạnh nhạt được, trên thế giới này mỗi ngày đều có vô số người đang chết đi, chẳng lẽ người nào mình cũng phải hỗ trợ tìm cứu binh sao? Nếu tại tháp Qua Nhĩ sa mạc làm lính đánh thuê, như vậy tự nhiên tất có loại cảnh ngộ này. Tiểu huynh đệ, nhìn Tiêu Viêm tù từ đi xa, nam tử cắn răng nhúc nhích thân thể một chút, cạn, kiệt toàn lực hô lớn, tiểu huynh đệ, xin hỗ trợ, nếu có thể cứu vớt được tiểu đội, chúng ta Mạc Thiết Dòng binh đoàn nhất định sẽ hậu tạ một món tiền lớn tạ ơn. Nam tử tiếng la hét hạ xuống, nơi xa xa vị thiếu niên kia đã muốn biến mất sau cơn bão cát đột nhiên thân hình dừng lại. Trong nháy mắt sau đó, xoay người trở lại, đi tới bên cạnh nam tử dưới ánh mắt mừng như điên của hắn Mạc Thiết Dòng binh đoàn. Chính là Mạc Thành Mạc Thiết Dòng binh đoàn. Tiêu Viêm mở TRUG hai mắt, con ngươi đen kịt lộ ra chút ngạc nhiên, trùng hợp như thế ư? Đúng vậy, tiểu huynh đệ đã nghe qua Dòng binh đoàn chúng ta. Thấy thế, nam tử có chút không biết được Tiêu Viêm đối với Mạc Thiết Dòng binh đoàn là có ý xấu hay ý tốt, bất quá dưới loại tình huống này, hắn cũng đành kiên trì nói đến cùng. Đoàn trưởng của các ngươi tên? Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ. Nam tử liếm liếm đôi môi khô héo, cẩn thận nói. À, khẽ gật đầu, trên khuôn mặt Tiêu Viêm có ý cười nhu hòa đi rất nhiều, dĩ nhiên là ngồi xổm người xuống dưới. Ngón tay lật qua xem thương thế trên đùi nam tử một chút, sau đâu đó cho hắn một viên dược hoàn, ăn đi, trước tiên đem xà độc giải đi, đa tạ tiểu huynh đệ. Vội vã tiếp nhận dược hoàn, nam tử cảm kích nói, đem dược hoàn nuốt vào trong bụng. Đây là chữa thương dược, với vết thương đó, hẳn là không có đại sự gì. Sau khi đắp, mang ta đi đến nơi tiểu đội lính đánh thuê của ngươi đi. Tiêu Viêm từ trong giới chỉ lấy ra một bình rất nhỏ chữa thương dược, lần nữa cấp cho nam tử, sau đó đứng dậy, vỗ vỗ tay, cười nói, ách, đi vào trong đó. Nghe vậy, nam tử cả kinh, vội vàng nói, tiểu huynh đệ, như vậy không thể được. Vây công tiểu đội chúng ta là 8 gã xà nhân, hơn nữa trong đó 8 người đều là cửu tinh đấu giả. Tiểu huynh đệ, ngươi hay là nhanh đến Thạnh Mạc Thành giúp ta thông báo một tiếng với Dòng binh đoàn đi, đoàn trưởng họ sẽ lập tức chạy tới, nơi này khoảng cách không xa lắm. Nam tử, đau khổ khuyên bảo nói, đừng nhiều lời, nhanh bó thuốc đi, sau đó dẫn đường, ta có thể làm như vậy, tự nhiên là có điểm nắm chắc, nếu không chờ bọn hắn dẫn người lại đây, người của ngươi sẽ chết hết. Đá một cước nhẹ vào người nam tử, Tiêu Viêm đảo cặp mắt trắng dã, thúc giục nói. Nghe Tiêu Viêm nói lời này, nam tử nửa tin nửa ngờ đánh giá lại người trước mặt một phen, thiếu niên mình trần. Một cái quần đùi, một khối hắc xích cổ quái. Những thứ này làm cho nam tử nhìn không ra đốt tột cùng thiếu niên này có thực lực gì. Cười khổ một tiếng, nam tử đem chữa thương dược đắp lên bắp đùi, sau đó thân thể có chút run rẩy đứng lên, ngón tay chỉ hướng cồn cát sau, nói, ngay bên cách nơi đó không xa. Ánh mắt liếc cồn cát, Tiêu Viêm hơi hơi gật đầu, một phát bắt được cánh tay nam tử, bàn chân đột nhiên một bước trên mặt cát, theo một tiếng nổ nặng nề vang lên, trên mặt cát. Dĩ nhiên là chấn ra một cái hố cát thật lớn, nhờ luồng phản lực này, Tiêu Viêm cùng nam tử thân hình đột nhiên bay lên trên cồn cát, đáp phía trên cồn cát. Tiêu Viêm một lần nữa như tia chớp phóng đi được một khoảng cách, cuối cùng dừng lại tại trên một chỗ cao vút trên mặt cát, cầm trong tay nam tử đang trợn mắt há mồm nhét vào mặt đất. Tiến lên một bước,
phát hiện thấy một đám người lớn giữa sa mạc. Tại sa mạc phía dưới, hơn 10 người dong binh tay đang cầm vũ khí đang quay lưng lại với nhau. Xung quanh bọn họ là 8 gã sinh vật có hình dáng kỳ dị đang vẫy họ vào giữa. Sinh vật này có đầu người thân người, bất quá tại chỗ hai chân, dĩ nhiên lại là một cái đuôi rắn thật lớn, đuôi rắn trong lúc vùng vẫy. Phát ra tiếng vang xích xích, làm cho trong lòng người thoáng có chút lạnh. Đây chính là xà nhân tháp qua nhĩ đại sa mạc sao? Ánh mắt đảo qua 8 gã nam tính xà nhân, Tiêu Viêm sợ hãi than một tiếng, có chút mở rộng ra nhãn giới. Đây chính là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại sinh vật này. Tiểu huynh, đại nhân, bọn họ chính là một chi tiểu đội của Mạc Thiết Dòng binh đoàn chúng ta. Vốn chúng ta là chuẩn bị liệp sát ma thú, cũng không nghĩ đến bị bọn người kia đánh lén. Ánh mắt kính sợ nhìn qua bóng lưng Tiêu Viêm, với tốc độ hắn thể hiện ra lúc trước, đã làm cho tên nam tử này biết, thiếu niên trước mặt tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng lại là một cường giả thâm tàng bất lộ. Hơi hơi gật đầu, Tiêu Viêm ánh mắt lần nữa đảo qua 10 tên dong binh, 10 tên dong binh, bát nam nhị nữ, tầm mắt nhìn trong đó, cuối cùng dừng lại trên người một bóng hình yểu điệu xinh đẹp. Nữ tử này thoạt nhìn qua khoảng 20 tuổi, mặt cười có chút xinh đẹp, bất quá lông mày hơi nhếch lên. Lại là mơ hồ ẩn hiện một nét thoáng qua như một con báo kiệt ngạo giữa sa mạc, nhìn khí chất như vậy. Có thể tưởng tượng ra, mặc dù đóa sa mạc chi hoa này rất đẹp, bất quá cả người đều là gai nhọn. Nàng này ăn mặc có chút lớn gan nóng bỏng, quần áo ngắn ngủi vẻn vẹn chỉ che được bộ ngực cùng với bao lấy dưới bộ vị. Kèm với màu đồng thiếc gợi cảm nơi eo thon nhỏ, lại lộ lộ trước tầm mắt mọi người, đồng dạng phía dưới cái váy da ngắn ngủi, lộ ra một đoạn bắp đùi thon dài gợi cảm. Tiêu Viêm đứng ở phái trên có thể phát hiện ra, trong xà nhân, có vài ánh mắt dâm tà, không ngừng đảo qua vòng eo mảnh khảnh thon nhỏ và bắp đùi của vị nữ tử nọ. Giết bọn họ, lưu lại nữ nhân. Một đầu lĩnh xà nhân, đồng tử hình tam giác trong mắt đảo qua trên người nữ tử, thanh âm khàn khàn nói, mà lộ ra vài phần dâm tà, xà tính vốn dâm, bọn họ đối với nữ nhân, cơ hồ như bản tính trời sinh tham lam thèm thuồng. Nghe được thủ lĩnh hạ lên, khuôn mặt vài tên xà nhân xung quanh hiện lên huyết ý, miệng khẽ nhếch, phun ra xà tính đỏ tươi. Mọi người cẩn thận một chút, đán tử đã trở về cầu cứu rồi, chỉ cần kiên trì một hồi là chúng ta có thể được cứu. Nhìn thấy cử động của xà nhân, người nữ tử gợi cảm kia mím chặt môi hồng, thanh âm lạnh lùng quát. Nghe vậy, dong binh xung quanh có điểm phấn chấn, bất quá bàn tay vẫn nắm chặt vũ khí, nhưng vẫn như cũ tràn đầy mồ hôi. Bọn họ bên này cấp bậc cao nhất cũng chỉ mới thất tinh đấu giả, nhưng đối phương lại có vài tên của tinh đấu giả A, loại chênh lệch này. Không biết có thể chống đỡ được cho tới khi viện binh tới. Tát! Xà nhân đầu lĩnh cười lạnh một tiếng, vung tay lên, xà nhân xung quanh như hổ rình mồi, nhất thời vẻ mặt dữ tợn nhìn đội dong binh ở giữa phát sát. Ngay lúc xà nhân bắt đầu tiến công, một đạo âm thanh bén nhọn xé gió vang lên, một đạo bóng đen đột nhiên xẹt qua phía chân trời. Cuối cùng giống như một tia chớp màu đen, oanh đích một tiếng, nặng nề rơi xuống cách xà nhân và dong binh một khoảng. Cát vàng từ từ bay đi, một thân ảnh cầm trong tay hắc xích thật lớn, chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 183, Sơ ngộ xà nhân, đấu sư lộ uy. Thiếu niên mình trần đột nhiên xuất hiện làm cho song phương thoáng kinh ngạc. Nhưng chỉ một lát sau, đám dong binh này đã bình tĩnh trở lại. Người xuất hiện là nhân loại thì bọn họ tin rằng ít nhất hắn cũng sẽ không giúp đỡ cho xà nhân, mà đám xà nhân kia nhìn thấy Tiêu Viêm vị khách không mời mà đến này xuất hiện cũng rất tức giận. Con mắt âm độc hình tam giác nhìn qua Tiêu Viêm, không thèm nói một lời nào, sau đó vung tay lên. Hai gã thực lực đấu giả năm sao đang đứng hai bên xà nhân vung vẩy cái đuôi, nhìn một cách hung dữ và nhắm về phía Tiêu Viêm phóng đến. Ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy Tiêu Viêm hơi nhíu mày, thần sắc lộ rõ vẻ khinh thường. Bàn tay chậm rãi nắm chặt huyền trọng xích, bàn chân nhẹ nhàng bước lên phía trước một bước. Thân hình đang từ tĩnh chuyển sang động. Mọi người chỉ thấy thân hình hắn vọt lên như tia chớp, nhanh chóng xông qua thân ảnh của hai tên xà nhân đang vọt tới thình thịch, thình thịch. Thân ảnh của Tiêu Viêm vừa lao qua, lại đột ngột dừng lại,
nhưng nhìn thần sắc của hai tên xà nhân lại giống như bị trúng đòn cực kỳ nghiêm trọng. Thân hình run rẩy dữ dội, rồi máu tươi từ trong miệng điên cuồng phun ra, nắm chặt huyền trọng xích trong tay, thở nhẹ một hơi, Tiêu Viêm khẽ liếm miệng. Ánh mắt khẽ liếc qua, hai tên xà nhân sau khi trúng một chiêu huyền trọng xích thân hình bay ra xa hơn 10 thước, cho dù không chết thì cũng bị trọng thương. Hát ý từ lúc vị trí của Tiêu Viêm và xà nhân thay đổi, rồi xà nhân trúng chiêu trọng thương. Tất cả đều diễn ra trong vòng 10 giây mà thôi, hai bên thắng thua đã rõ ràng, nhìn Tiêu Viêm thể hiện thực lực. Cả đám song binh há to miệng, khuôn mặt tràn ngập kinh ngạc, ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào sau lưng thiếu niên. Bọn họ không thể tin tưởng được, với một cơ thể khỏe mạnh như thế lại ẩn giấu một lực lượng đáng sợ đến như vậy. Thực lực người này thật đáng sợ, khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm hạ gục hai tên xà nhân như đập con ruồi. Một tên giống như phụ nữ thất thanh kêu lên, hắc hắc, Tuyết Lam, ngươi không có làm sao chứ? Từ trên cồn cát, một tên nam tử, thần sắc hưng phấn chạy xuống, rất cẩn thận khi đi ngang qua đám xà nhân, chạy về phía đám song binh, hướng về nữ tử cười nói. Đán tử, ngươi không phải quay về Thạch Mạc Thành tìm cứu binh đến hay sao? Như thế nào vẫn còn ở nơi này? Nhìn nam tử, người có vóc dáng giống con gái, được gọi là Tuyết Lam. Lông mày hơi nhếch lên, quát lớn, bị nữ tử quát mắng. Đán tử chỉ dám cười khổ một tiếng, chỉ vào sau lưng Tiêu Viêm, nói, nha đầu, đây không phải cứu binh hay sao? Hắn ta ư? Nghe vậy, Tuyết Lam sửng sốt, quay đầu nhìn lại Tiêu Viêm, cau mày cẩn thận nói, hắn không phải là người của Mạc Thiết Song binh đoàn chúng ta. Ngươi như thế nào mà mời được người ta? Hắn có điều kiện gì kèm theo không? Ta cũng không quen biết hắn, lúc trước vô tình gặp hắn. Vốn là ta muốn nhờ hắn đi Thạch Mạc Thành hỗ trợ thông báo một tiếng. Nói tới đây, đán tử khuôn mặt thoáng có chút xấu hổ, đầu tiên hắn không thèm để ý tới ta. Đến khi ta nói ra ta là người của Mạc Thiết Song binh đoàn, hắn đột nhiên nhiệt tình đứng lên, lại còn cho ta giải độc hoàn để chữa thương. Chẳng lẽ hắn cùng với Mạc Thiết Song binh đoàn chúng ta có quen biết? Tuyết Lam đưa cánh tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán. Cử chỉ trong lúc lơ đãng lại mang theo vẻ phong tình, làm cho ánh mắt dâm tà của một xà nhân đúng gần đó sang lên. Thực sự là ngươi chưa từng nghe đoàn trưởng bọn họ nói qua là bọn họ có quen biết ịa cường giả trẻ tuổi như vậy à? Nhìn thực lực hắn lúc nãy ra tay rất mạnh, sợ rằng ít nhất hắn cũng là một người bát tinh đấu giả trở lên. Tuyết Lam cau lại mày lại, nghi hoặc nói. Ta cũng không biết. Đán tử cười khổ lắc đầu nói, bất quá ta nghĩ hắn hẳn là không có ý gì đâu. Nếu không, hắn cần gì phải mạo hiểm tới cứu chúng ta chứ? Ai? Có cứu được hay không, cho đến lúc rời đi mới là một vấn đề. Lần này trong khu vực của xà nhân, bên trong có đến 3 gã cửu tinh đấu giả A, cuối cùng sợ rằng hắn cũng không cứu được mọi người đâu, đáng lẽ hắn cũng không nên tiến vào. Tuyết Lam lắc đầu, có chút lo lắng nói. Nghe vậy, đán tử sửng sốt, ngượng ngùng cười nói, ta nghĩ hắn hẳn là có thể ứng phó được, dù sao ta cũng đã nói qua với hắn, nói qua về thực lực chân chính của xà nhân địa, hắn nếu là không có nắm chắc cục diện nói, làm sao còn có thể đến đây? Ngươi chẳng lẽ muốn nói với ta, hắn là một người đấu sư? Tuyết Lam lắc lắc mái tóc dài mà xinh đẹp của mình, có chút bất đắc dĩ nói. Này, đán tử mấp máy miệng nhưng cũng không nói ra lời được. Mặc dù trong lòng hắn có chút xem trọng thực lực của Tiêu Viêm, nhưng không có khả năng là một đấu sư. Tuổi của hắn bất quá chỉ khoảng trên dưới 20, chưa đến 20 tuổi mà đã là một đấu sư ư? Điều này làm sao có thể a? Ai? Hy vọng hắn nắm chắc. Đán tử lắc đầu cười khổ, đành phải tự an ủi nói. Tuyết Lam cau mày, trầm ngâm một hồi, cuối cùng cũng chỉ đành sa sút tinh thần lắc đầu, dưới tình huống này đành phải trông chờ vào thiếu niên có biểu hiện không theo dự tính mà thôi. Nhìn thấy Tiêu Viêm dễ dàng đánh trọng thương hai gã thủ hạ của mình, con mắt tam giác của tên đầu lĩnh xà nhân hơi hơi co rụt lại, hồng quang lấp lóe, điềm nhiên nói, loài người tại sa mạc tháp qua nhĩ này đã đắc tội với xà nhân chúng ta, đó không phải là sự lựa chọn sáng suốt. Tiêu Viêm thản nhiên cười, nắm chặt trọng xích trong tay, không thèm trả lời. Nếu là thức thời, ta khuyên ngươi hiện tại rời đi, ta có thể không so đo, tính toán với ngươi sai lầm vừa rồi. Từ mắt đầu lĩnh xà nhân lóe ra một phiến âm hàn,
bất quá trong lời nói lại lộ ra một phần kiêng kỵ và có chút âm độc. Hiển nhiên, biểu hiện lúc trước của Tiêu Viêm đã làm cho hắn không dám khinh thường. Xin lỗi. Tiêu Viêm cười cười, hơi hơi lắc đầu, chỉ là hai chữ đơn giản, nhưng là ngữ khí kiên quyết, không cần bàn bạc. Muốn chết. Bị Tiêu Viêm cự tuyệt, trên mặt đầu lĩnh xà nhân thoáng hiện sát khí, bàn tay vung lên, âm lãnh nói, cùng tiến lên, giết hắn. Nữ nhân thì bắt sống, đem về hảo hảo hưởng thụ. Ý. Nghe thủ lĩnh hạ lệnh, xà nhân xung quanh thoáng do dự một lúc, sau đó phun xà tín, cầm xà mâu bén nhọn trong tay, bao vây Tiêu Viêm, công kích. Người bị thương ở lại phía sau, những người khác theo ta xông lên. Nhìn đám xà nhân chuẩn bị tấn công, Tuyết Lam phía sau lông mày dựng thẳng, vung tay, nói lớn. Không cần, các ngươi cứ đứng đợi ở đó. Đi, đỡ cho vướng chân vướng tay. Nghe được động tĩnh phía sau, Tiêu Viêm nhíu mày, bất đắc dĩ quay đầu nói. Người. Nghe vậy, vừa muốn cầm trong tay vũ khí lao tới, cước bộ Tuyết Lam nhất thời dừng lại, khóe miệng nhếch lên. Lần đầu tiên nàng bị người ta xem thường, vừa muốn la mắng. Lại đột nhiên nhớ tới người trước mặt lại là cứu binh duy nhất của bọn họ, đành phải dậm chân giận dữ. Sau đó hung hăng liếc Tiêu Viêm một cái, hai tay khoanh ở trước ngực, lui ra phía sau một bước, lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm. Trong lòng lẩm bẩm, trẻ con, chỉ biết cậy khỏe. Xong, vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt của Tuyết Lam cũng không có duy trì được bao lâu, sau đó bị một cỗ khiếp sợ chậm rãi bao trùm lên. Đương nhiên, tất cả lính đánh thuê, phía sau cũng vô cùng sợ hãi. Tại nơi không xa mọi người, thiếu niên đứng thẳng, cầm trọng xích trong tay, một thoáng yên lặng, sau đó đấu khí màu tím nhàn nhạt, từ từ bao phủ toàn thân hắn, ở phía trước mặt, đấu khí có chút dày hơn. Một hỏa diễm màu tím lượn lờ quanh hắn, thỉnh thoảng bốc lên, có chút kỳ dị. Ý. Nhìn thân thể thiếu niên tràn ngập năng lượng màu tím, tất cả mọi người ở đây hít mạnh một luồng lương khí. Này, đấu khí xa y, hắn thật sự là một đấu sư. Mở to đôi mắt đẹp, Tuyết Lam nhìn chằm chằm bóng lưng người nọ trước mặt đang bị đấu khí màu tím bao vây, trên mặt tràn ngập nụ cười tự tin. Mọi người chỉ biết nhìn nhau, không nói gì. Thật là, một tên biến thái, với chừng ấy tuổi, đã đạt được thực lực đấu sư. Phải biết rằng, hai vị đoàn trưởng năm nay cũng bất quá mới là năm sao đấu sư A. Đán tử miệng há hốc, vẻ mặt giống như đang gặp phải quỷ, thì thào nói. Khó trách hắn dám một thân một mình cũng dám lại đây. Nguyên lai thật sự là một gã đấu sư. Một người lính đánh thuê thở dài một tiếng, cười khổ nói, trong thanh âm có chút hâm mộ, cũng có mừng thầm khả năng mình sẽ còn sống. Tiểu gia hỏa này đến tột cùng là từ nơi nào xuất hiện? Vậy, chưa từng nghe nói qua các thành thị xung quanh từ lúc nào đã xuất hiện một người thiếu niên dị thường như vậy. Tuyết Lam cau mày nói. Không biết, đối với vấn đề này, mọi người xung quanh đều đồng thời lắc đầu. Thấy thế, Tuyết Lam cũng là bất đắc dĩ, cười khổ nói, quên đi. Mặc kệ lai lịch hắn là như thế nào, dù sao xem ra, hắn chính là người cứu mạng, mang đến vận may cho chúng ta hôm nay. Lúc Tiêu Viêm xuất ra đấu khí xa y, xà nhân đang đứng đối diện vô cùng bối rối, xem ra, bọn họ cũng hiểu đấu khí xa y là đại biểu cho thực lực gì. Đấu sư. Đó là cấp bậc khác nhau, đấu giả không thể so sánh. Nếu không có đấu kỹ hoặc công pháp đặc biệt làm át chủ bài, căn bản không có thể cùng người có thực lực như thế này chiến đấu. Đấu kỹ cùng công pháp cấp cao, chẳng lẽ ai cũng có thể có sao? Mà xà nhân lại càng không thể có được. Nếu vậy, đây chính là một trận chiến không cân sức. Xuất ra đấu khí xa y, Tiêu Viêm thở nhẹ một hơi. Bàn tay nắm chặt huyền trọng xích, nhìn xà nhân đối diện đang hoảng sợ, khóe miệng thoáng hiện nét cười lạnh. Bàn chân đạp mạnh xuống đất, một tiếng nổ mạnh vang lên, thân hình Tiêu Viêm hơi trùng xuống rồi nhanh chóng nảy lên. Thình thịch, nhanh như chớp, Tiêu Viêm đột ngột xuất hiện trước mặt một tên xà nhân cửu tinh đấu giả, lạnh lùng nhìn. Trọng xích trong tay mang theo kình lực mạnh mẽ, hung hăng đập mạnh vào lồng ngực đối phương, một tiếng bịch rất nhỏ vang lên, đôi mắt xà nhân mở to. Sau đó máu tươi phun cùng với nội tạng bị nghiền nát phun ra, đồng thời thân thể bị bắn đi giống như một viên đạn, cuối cùng rơi xuống cồn cát phía xa xa. Trong nháy mắt, tên cửu tinh đấu giả ngay cả thời gian để thi triển đấu kỹ cũng không có, hắn thực sự là chịu chết khi gặp phải công kích chí mạng của Tiêu Viêm. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của Tiêu Viêm muốn đối phó với đấu giả đã dễ dàng như thế nào. Trong chớp,
mắt đánh chết một tên xà nhân cửu tinh đấu giả, thân hình Tiêu Viêm nhanh chóng đổi hướng, xoay người tới chỗ mặt khác vài tên xà nhân thực lực khoảng 4 đến 5 tinh đấu giả. Trọng xích trong tay lúc này, cơ hồ như lưỡi hái của thần chết, đem bọn họ xà nhân đang hoảng sợ, muốn chạy trốn đánh đến mức hộc máu, bay ra xa. Nhìn thấy, cuộc chiến này chỉ là một mình Tiêu Viêm biểu diễn, Tuyết Lam cùng đám giang binh đều trợn mắt, há hốc mồm. Một người đấu sư mà cũng không có thể dễ dàng đem đối phương đánh chết, đội ngũ hoàn toàn tan rã. Mặc kệ nói như thế nào, đối phương cũng có 3 gã cửu tinh đấu giả. Nhưng trong khoảng khắc đã hạ sát một người, giết chết một tên cửu tinh đấu giả, rất là khác biệt so với giết vài tên xà nhân bình thường trợn mắt há hốc mồm nhìn nhau. Liếc mắt một cái, mọi người cũng chỉ đành thở dài lắc đầu, thực lực người này tựa hồ so với đấu sư bình thường còn mạnh hơn rất nhiều. Nhìn thấy trong thời gian ngắn như vậy, phe mình đã thương vong nặng nề, tên đầu lĩnh xà nhân trong mắt xuất hiện tia máu. Cùng tên xà nhân cửu tinh đấu giả còn sót lại liếc mắt nhìn nhau một cái, trên khuôn thoáng hiện hung quang, trong tay nắm chặt xà mâu bé nhọn. Đuôi rắn quay trên mặt cắt một cách quỷ dị, hai người tạo thành thế chữ bát, nhằm hướng Tiêu Viêm đánh mạnh tới. Nhìn hai người phối hợp thuần thục như vậy, rõ ràng đã trải qua một thời gian dài huấn luyện. Hai xà mâu quỷ dị hướng về phía trước dò xét, đồng thời trên xà mâu thoáng hiện một nét màu đỏ như ẩn như hiện. Hiển nhiên là vũ khí đã được tẩm kịch độc trọng xích trong tay đem tên xà nhân cuối cùng chấn lui, cảm nhận được phía sau kình khí dày đặc đang tới, trọng xích Tiêu Viêm đưa về phía sau. Tiếng binh khí va vào nhau vang lên, chặn đứng sự công kích quỷ dị của hai thanh xà mâu, phốc. Nhìn công kích bị ngăn cản, hai gã xà nhân cơ hồ đều không hẹn mà cùng đột nhiên há mồm, hai đạo. Tinh xú đích u thanh khí thể, nhằm Tiêu Viêm nhanh chóng phun ra, cẩn thận xà độc. Nhìn cử động của hai gã xà nhân, Tuyết Lam biến sắc, vội vàng hô. Nghe thấy Tuyết Lam hô hoán, bên ngoài cơ thể Tiêu Viêm đấu khí xa y nhanh chóng chuyển động. Sau đó nhanh chóng bao vây toàn bộ thân thể Tiêu Viêm, mà độc khí màu xanh cứ tiếp xúc với tử hỏa xa y, toàn bộ đều bị đốt cháy thành một mảnh hư vô, từ từ tiêu tán trong không trung. Lạnh nhạt hóa giải chiêu công kích bằng độc khí, bàn chân Tiêu Viêm đột nhiên xoay một bước. Thân hình trong nháy mắt xuất hiện trước mặt tên đầu lĩnh xà nhân, trọng xích trong tay nhanh chóng giơ lên, sau đó hung hăng đập mạnh xuống đầu hắn. Nhìn Tiêu Viêm đột nhiên xuyên qua độc khí, đến sát cận thân mà công kích, làm cho tên xà nhân đầu lĩnh sắc mặt tái mét, nguy cơ trước mắt, đuôi rắn đột nhiên đong đưa một cách quỷ dị. Một tiếng kỳ dị vang lên, thân thể nhất thời giống như con rắn bò đang một nửa, lui về phía sau vài thước, chật vật tránh được công kích chí mạng của Tiêu Viêm. Sau khi thoát được công kích của Tiêu Viêm, đầu lĩnh xà nhân vẫn như cũ, có chút cảm giác được vẫn chưa tránh được nguy hiểm, đuôi rắn cấp tốc đong đưa, thân hình cũng nhanh chóng về phía sau. Nhưng vừa mới lui về phía sau vài giây, một hấp lực quái dị từ trong lòng bàn tay Tiêu Viêm xuất ra. Nhất thời, tên xà nhân đầu lĩnh không kịp đề phòng, bị hấp lực hướng tới Tiêu Viêm bay đến. Dương mắt nhìn vẻ mặt sợ hãi của đầu lĩnh xà nhân đang bay tới, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, bàn chân lần nữa đạp mạnh xuống mặt đất. Thân thể giống như đại bàng nhanh chóng bay lên cao, sau đó chợt xuất hiện trên đỉnh đầu xà nhân, trọng xích trong tay ầm ầm nện xuống. Phịch, máu tươi trộn lẫn với não bộ từ trên không trung phi vẩy xuống, thân thể cũng nhanh chóng rơi xuống. Sau đó bị rơi vào trong hố cát, một lát sau, thân thể cũng từ từ biến mất. Nhìn thủ lĩnh bị giết chết, tên xà nhân, cửu tinh đấu giả cuối cùng, trên khuôn mặt lộ ra nét sợ hãi, trong miệng phát ra vài tiếng kêu rên bé nhọn, sau đó đuôi rắn chặn lại, thân thể rất nhanh chạy trốn hướng về phía sâu trong sa mạc. Giải quyết xong tên đầu lĩnh xà nhân, thân thể Tiêu Viêm lăng không một vòng, thân tổ ngay tròn, nương theo lực lượng xoay tròn, huyền trọng xích mãnh liệt rời khỏi tay, hướng về phía xà nhân đang chạy trốn bắn đi. Phốc suy, trọng xích như tia chớp đánh qua phía chân trời, rất nhanh đuổi theo xà nhân, cuối cùng từ vị trí cổ bắn ra, mang theo máu tanh đỏ sẫm cắm ngập vào trong cát vàng, chỉ chừa cái cán bên ngoài. Bàn chân bước trên mặt cát, bàn chân Tiêu Viêm hãm sâu nửa thước, thở hổn hển một lúc, sau đó chậm rãi rút ra bàn chân, đi tới chỗ huyền trọng xích, bàn tay nắm chặt vào chuôi, rút lên. Lau sạch máu trên huyền trọng xích, Tiêu Viêm tùy ý cắm nó vào phía sau lưng, sau đó chậm rãi đi về hướng đám giang binh đang kinh ngạc như hóa đá. Này, các ngươi không có việc gì? Đi đến gần, đứng trước mặt nữ nhân gợi cảm Tiêu Viêm cười hỏi. Không, không có việc gì.
đôi mắt đẹp nhìn qua Tiêu Viêm đang cởi trần, vẻ mặt Tuyết Lam vẫn không có vẻ thẹn thùng gì. Ở trong sa mạc này, nữ tử tương đối phóng khoáng. Hơn nữa nàng lại thường xuyên trà trộn trong đám giang binh, tự nhiên không có vẻ dịu dàng, e thẹn của các tiểu thư bình thường. Nhìn nam tử cởi trần, không khỏi đỏ bừng mặt cười. Người! Tuyết Lam mở chừng hai mắt, sau đó nhìn Tiêu Viêm khẽ cười nói, mặc kệ mục đích ngươi là cái gì, bất quá ta vẫn muốn nói tiếng cảm ơn ngươi. Nói cách khác, chúng ta đã đạt mục đích. Ta gọi là Tuyết Lam, là tiểu đội trưởng, đồng thời cũng là tiểu đội thuộc Mạc Thiết Song Binh Đoàn. Ta là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cười gật đầu nói. Tiêu Viêm, tựa hồ có điểm quen thuộc. Đã nghe qua ở đâu rồi thì phải. Nghe cái tên này, Tuyết Lam hơi nhíu mày, tại trong lòng suy nghĩ một hồi, nhưng lại vẫn không nghĩ ra, đành. Phải bất đắc dĩ lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm cười nói, tiếp theo ngươi định tính toán thế nào? Hay là, ta mời ngươi đi một chuyến đến Thạch Mạc Thành, Mạc Thiết Song Binh Đoàn chúng ta ân oán rõ ràng, ngươi giúp chúng ta, ân tình này. Có cơ hội chúng ta sẽ báo đáp. Thạch Mạc Thành cách nơi này cũng không xa, khoảng nửa giờ lộ trình, hẳn là có thể tới nơi, cũng không mất nhiều thời gian của ngươi. Tựa hồ là sợ Tiêu Viêm cự tuyệt, Tuyết Lam vội vàng nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu cười. Nếu đi tới Thạch Mạc Thành, tự nhiên là muốn cùng hai vị huynh trưởng nhiều năm không gặp, gặp mặt. Mặc dù mấy năm gần đây bọn họ vì sự nghiệp của mình rất bận rộn, rất ít về đến gia tộc. Bất quá cảm tình huynh đệ khi còn trẻ vẫn như cũ, làm cho Tiêu Viêm đối bọn họ rất nhớ mong. Trong Tiêu gia, trừ bỏ phụ thân cùng Huân Nhi ở ngoài, chỉ có hai vị huynh trưởng là quan tâm đến hắn. Không biết Huân Nhi bây giờ thế nào? Thời gian một năm đã qua. Hình bóng cô gái mặc thanh y đột nhiên không hề báo trước hiện lên trong lòng Tiêu Viêm, ôn nhu cười nói, làm cho tâm thần Tiêu Viêm rung động. Một năm thời gian mà khổ tu chiếm đại bộ phận thời gian, đến giờ phút này suy nghĩ lại, Tiêu Viêm lúc này mới nếm thử cảm giác nhớ mong. Chậm rãi thở ra một hơi, Tiêu Viêm sờ lên khuôn mặt, nhớ đến dáng người cô gái nhỏ nhắn, dịu dàng. Làm cho trong lòng Tiêu Viêm mãnh liệt dâng lên một cỗ ham muốn chấm dứt khổ tu ngay lập tức, chạy về Già Nam học viện. Ý niệm trong đầu vừa mới xuất hiện, đã làm cho Tiêu Viêm run sợ, hung hăng lắc đầu, mạnh mẽ ép áp chế xuống dưới đáy lòng. Bí mật của nha đầu kia thật sự quá nhiều, nếu thực lực mình không tăng lên, quả thực sợ rằng sẽ có chút mặc cảm ở trước mặt nàng. Thời gian đi ra ngoài lịch lãm lâu như vậy, Tiêu Viêm càng hiểu được huyền giai công pháp thực sự đáng quý. Còn nhớ, lúc đầu Huân Nhi chỉ là tùy tiện, cũng đã xuất ra một quyển huyền giai công pháp bậc cao, bởi vậy Tiêu Viêm cũng hiểu được thân phận nàng rất thần bí. Tuy nhiên, đối với tốc độ tu luyện của Huân Nhi, Tiêu Viêm cũng đã biết qua, thời gian một năm này, không biết nàng đã đạt đến cấp bậc gì. Có khi, so với mình lại còn cao hơn nữa. Ai, không biết nàng tại Già Nam học viện như thế nào. Bất quá với dung mạo cùng khí chất của Huân Nhi, sợ rằng người theo đuổi cũng không phải là ít. Có thể với tình lạnh nhạt, Huân Nhi cái gì cũng không quan tâm. Hẳn là không gì nam tử nào có khả năng làm cho nàng động tâm. Vuốt vuốt cái mũi, Tiêu Viêm lại nhếch miệng cười mỉm. Mỗi lần nghĩ đến những vấn đề này, hắn có chút may mắn. May mắn chính mình năm đó hành động hồ đồ, không thể giải thích được đã chiếm được cảm tình của nàng. Bất quá, trời còn thương, khi còn bé ta chỉ là muốn thử xem đấu khí đến tột cùng có phải hay không thật sự tồn tại mà thôi. Ta năm ấy làm gì đã biết cách săn sóc ân cần a? Bất quá tại sao ta lại cố gắng nhiều năm như vậy? Chẳng lẽ ta khi đó thực sự đối với Huân Nhi không hề có ý đồ? Như thế nào có thể? Trong lòng đột nhiên xu ất hiện một số vấn đề không thể giải thích được, làm cho Tiêu Viêm có chút mất tập trung lẩm bẩm nói. Tuyết Lam nghiêng đầu nhìn người bên cạnh đột nhiên trầm mặc, hơn nữa sắc mặt không ngừng thay đổi, không khỏi có chút ngạc nhiên, một lát sau mới khẽ chạm vào hắn. Này, ngươi không sao chớ? Không phải là chúng độc chứ? À, xin lỗi, ta hơi mất tập trung, ta không có việc gì. Đang đắm chìm trong suy nghĩ, chợt tỉnh lại, Tiêu Viêm sửng sốt, nhìn xung quanh thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình, không khỏi áy náy lắc đầu. Nếu như không thành vấn đề, chúng ta lên đường quay về Thạch Mạc Thành ngay có được không? Tuyết Lam nghiêng đầu nhìn Tiêu Viêm dò hỏi. À, đồng ý. Tiêu Viêm gật đầu cười. Phí cao, đem xe ngựa đến đây. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu, Tuyết Lam xoay người, phất tay, phân phó cho một giang binh. Rõ.
Người dong binh đó gật đầu cười, sau đó nhanh chóng tiến vào nơi cồn cát không xa, từ đó lôi ra một xe ngựa được kéo lại, Tiêu Viêm lúc này mới phát hiện. Tại phía sau xe ngựa, có hai đầu thi thể nhất giai ma thú, nhìn này phía trên máu tươi vẫn chưa khô hẳn, chắc đó là tác phẩm của bọn Tuyết Lam. Loại xe ngựa này trong sa mạc thể tích cũng không lớn, hơn nữa bởi vì bên trong hiện tại đã chứa thi thể ma thú, cho nên muốn cần nó để chuyên chở, rõ ràng là không có khả năng. Ngươi mang trước đồ vật này quay về Thạch Mạc Thành, báo cáo cho đoàn trưởng mọi chuyện ở đây. Hướng về gã dong binh đang điều khiển xe ngựa, Tuyết Lam phất tay ra lệnh. Hắc hắc, tốt, ta tin tưởng đoàn trưởng rất cao hứng khi gặp vị bằng hữu mới này. Gã dong binh hướng Tiêu Viêm cười thân thiện, sau đó bàn chân đá mạnh vào mông ngựa, mang theo con mồi, rất nhanh nhằm hướng Thạch Mạc Thành chạy đi. Nhìn xe ngựa rất nhanh biến mất trong tầm mắt, Tiêu Viêm cười cười, tùy ý từ nạp giới lấy ra một bộ quần áo mặc trên người, bước nhanh về phương hướng xe ngựa biến mất chạy đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm động thân, Tuyết Lam cũng vội vã thúc giục mọi người. Đội trưởng, ngươi không cảm giác thấy Tiêu Viêm và hai vị đoàn trưởng tựa hồ có điểm giống nhau à? Nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tiêu Viêm, Đán Tử đột nhiên lên tiếng nói. Ách! Tuyết Lam nghe vậy sửng sốt, ánh mắt nhìn sau lưng Tiêu Viêm, một lát sau, trong lòng đột nhiên nhớ ra, nói, ta tựa hồ nghe đoàn trưởng nói qua, bọn họ có một người đệ đệ ách. Ta cũng nhớ kỹ, chính là cái kia, tiểu tử kia thực lực sao lại đạt được mức đấu giả chứ đoàn trưởng đệ đệ. Tựa hồ, cũng gọi, Tiêu Viêm. Tuyết Lam chớp chớp đôi lông mi thon dài, cái lưỡi thơm tho liếm liếm môi đỏ mọng, hồi tưởng lại chuyện vừa mới kết thúc, một lát sau, khuôn mặt đang cười từ từ bị thần sắc kinh ngạc bao trùm. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 184, Huynh đệ. Đang trên đường quay về Thạch Mạc Thành, vì xác định thân phận của Tiêu Viêm, Tuyết Lam cũng là vài lần làm bộ vô ý hỏi. Bất quá mỗi lần đều bị Tiêu Viêm hàm hồ đáp đại khái cho qua, đối lại, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trừng mắt nhìn đối phương vài lần rồi thôi. Song mặc dù Tiêu Viêm vẫn chưa chính miệng thừa nhận, bất quá sau khi Tuyết Lam liếc mắt quan sát dung mạo của người này tỉ mỉ, trong lòng rốt cục cùng là tạm xác định được vị thiếu niên đấu sư cấp bậc trước mặt tuyệt đối chính là vị theo lời Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ kể lại. Tiểu đệ mà trạng thái tu luyện có chút quỷ dị, Tiêu Viêm. Sau khi trong lòng đã nhận định thân phận Tiêu Viêm, trong ánh mắt Tuyết Lam nhìn về phía Tiêu Viêm cũng là ít đi một phần đề phòng, nhiều hơn vài phần nhu hòa cùng tiểu ý. Thẳng một đường vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, chẳng mấy chốc tại phía đông của tháp Qua Nhĩ sa mạc ẩn ẩn mơ hồ tọa lạc hình dáng của một khu thành thị thật lớn xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nhìn thấy Thạch Mạc Thành cách đó không xa, không chỉ có đám người Tuyết Lam khẽ thở dài một hơi, ngay cả Tiêu Viêm, trên khuôn mặt nét cười cũng nhiều thêm vài phần. Ở trong sa mạc khổ tu cùng hành tẩu suốt 10 ngày, thật sự là làm cho tinh thần hắn có chút mỏi mệt, giờ đây có thể có một địa viện làm nơi nghỉ tạm, tự nhiên làm cho hắn có chút hưng phấn. Trong âm thanh hân hoan của mọi người, đám người Tiêu Viêm chậm rãi đi tới chỗ cửa thành, sau đó lần lượt tiến vào. Thành thị trong sa mạc, cùng thành thị bên trong đế quốc so sánh thì cấu trúc đơn giản hơn vài phần nhưng lại kiên cố hơn nhiều. Nguyên nhân có lẽ là bởi vì nằm kề tháp Qua Nhĩ sa mạc, phòng ngự tại nơi này so với bên trong đế quốc cũng xâm nghiêm hơn rất nhiều. Giữa thành thị, tùy ý có thể thấy được binh lính vũ trang hạng nặng đang tuần tra. Sau khi tiến vào thành thị, Tiêu Viêm theo đoàn người Tuyết Lam hướng về thành Nam bước đi, sau khi chuyển qua mấy cái ngã tư đường. Một cái sân lớn cơ hồ có thể cùng ô thản thành Tiêu gia đại viện so sánh xuất hiện ở trong tầm mắt. Ở phía trên cùng trong sân, một lá cờ theo gió nhẹ đong đưa, mấy chữ to mặc thiết dòng binh đoàn được vẽ ở phần trên bên ngoài lá cờ. Mơ hồ lộ ra một cổ khí thế thiết huyết cứng rắn cùng ý chí kiên cường. Tại bên ngoài đại viện, vài tên đại hán thân hình dũng mãnh, cầm vũ khí trong tay đang thẳng tắp đứng thẳng, ánh mắt bé nhọn. Quét nhìn người đi đường qua lại ngoài cửa, từ trên thân thể bọn họ ẩn tán phát ra nhàn nhạt khí vị huyết tinh khi nhìn đến. Xem bọn họ là chân chính từ những thiết huyết hán tử đã từng lăn lộn trên lưỡi đao mới có thể phát huy khí thế như vậy. Khí thế không phải tại vì do mang vũ khí bên hông mang lại, mà là chính từ trong thân thể phát ra, lính đánh thuê bình thường khó có thể so sánh. Ở tại Thạch Mạc Thành,
Mạc Thiết Dòng binh đoàn chúng ta thực lực đứng hàng thứ 3, Sa Chi Dòng binh đoàn phía trên có thể vượt qua chúng ta. Do đội trưởng bọn họ là một gã đại đấu sư, cho nên địa vị Sa Chi Dòng binh đoàn không thể dung chuyển, mà ngoại trừ Sa Chi Dòng binh đoàn ra. Tại đây trong cả Thạch Mạc Thành liền chỉ có Bạo Phong Dòng binh đoàn có thể miễn cưỡng cùng chúng ta đối đầu. Hướng đại viện bước đi, Tuyết Lam đối với Tiêu Viêm bên cạnh mỉm cười nói, trong nụ cười thoáng có vài phần kiêu ngạo, mỉm cười gật gật đầu. Trong lòng Tiêu Viêm có chút sợ hãi than, ngắn ngủn mấy năm thời gian, đại ca cùng nhị ca liền có thể ở tại sinh địa của một địa phương xa lạ không quen thành lập một cổ thế lực không kém. Thật sự là làm cho hắn không thể không bội phục, tự trong lòng hắn rõ ràng, nếu đổi lại chính mình làm, đúng là tuyệt đối không có khả năng thành tựu như vậy. Đại ca luôn luôn cơ trí hơn người, cho dù là phụ thân cũng khen không dứt miệng, nhị ca là người cẩn thận hung ác. Sự sự khéo đưa đẩy, thủ đoạn pha tàn nhẫn, bọn họ thay nhau liên thủ, hơn nữa xuất sắc đích tu luyện thiên phú, thật sự là một đôi hoàn mỹ đích cộng tác, khó trách sẽ có thành tựu như thế. Khó trách sẽ có thành tựu như thế. Đầu óc hồi tưởng lại lời ngày trước cha tán dương đối với hai vị huynh trưởng, Tiêu Viêm nhịn không được khẽ cười trong lòng. Tuyết Lam, các ngươi không có việc gì chứ? Nghe lúc trước trở về nói, các ngươi gặp phải xà nhân tập kích, đi vào đại viện. Một gã đại hán ngay chỗ cửa vào đến nghênh tiếp, quay về Tuyết Lam cười hỏi. Không có việc gì, tùy ý khoát tay áo. Tuyết Lam cười hỏi, hai vị đội trưởng có đây không? Ừ, đều ở trong. Đại hán cười gật đầu, ánh mắt ở một bên địa trên người Tiêu Viêm đảo qua. Cuối cùng dừng lại tại trên mặt của hắn, nhịn không được cười nói, từ sau khi biết tính danh vị tiểu huynh đệ này, hai vị đội trưởng đúng là hưng phấn đến có chút ngồi không yên. Ha, ha ha. Rất ít nhìn thấy đội trưởng tự xưng là luôn luôn tĩnh táo ổn trọng cao hứng đến thất thố như thế. Tiêu Viêm mỉm cười, trong lòng cũng là dâng lên một luồng hơi ấm. Đối với thân thiện đại hán gật đầu chào. Sau đó theo một bên Tuyết Lam đang che miệng cười khẻ mà đi vào sân. Đi theo phía sau Tuyết Lam, xuyên qua mấy con đường nhỏ. Trên đường đi tới, gặp được không ít đoàn viên Mạc Thiết Dòng binh đoàn. Mà bọn hắn sau khi nhìn thấy Tiêu Viêm, trên khuôn mặt đều là thoáng hiện lên một nét kinh dị. Sau đó xì xào bàn tán cả lên. A, ha, hai vị đội trưởng thường xuyên nhắc tới ngươi. Xem ra lúc trước ta gọi tên kia trở về báo tin, đã đem ngươi tuyên dương ra ngoài. Nhìn biểu tình dòng binh xung quanh, Tuyết Lam nghiêng đầu thản nhiên cười nói. Cười khổ một tiếng, Tiêu Viêm gật đầu, xem ra nàng là đoán được quan hệ chính mình cùng hai vị đại ca. Lại đi theo Tuyết Lam chuyển qua thêm một cái đường nhỏ, một gian đại sảnh rộng mở xuất hiện ở trước mặt. Đứng ở ngoài đại sảnh, Tiêu Viêm nghe bên trong truyền tới hai đạo thanh âm nam tử quen thuộc. Cái mũi đột nhiên thoáng có chút cay cay, cùng đám người gia tộc Tiêu chữ bất đồng. Ở trong cái thế giới này, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ là chính thức cùng hắn có quan hệ huyết thống đích thân huynh đệ à. Mặc kệ Tiêu Viêm tính tình bình tĩnh như thế nào, nhưng máu mủ tình thâm huyết mạch là đang chảy bên trong, vẫn như cũ không nhịn được đích có chút kích động cùng thất thố. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm đối với Tuyết Lam mỉm cười một bên cười cười xin lỗi, sau đó chậm rãi đến gần đại môn, vừa muốn đẩy cửa mà vào, cửa phòng lại là cót két một tiếng, bị kéo ra. Cửa phòng bị mở ra, một thanh niên khuôn mặt cùng Tiêu Viêm có vài phần tương tự, đột nhiên xuất hiện. Thanh niên trên người mặc một bộ trang phục lính đánh thuê, thân thể cao ngất, thẳng tắp mạnh mẽ, con ngươi đen nhánh, bên trong lộ ra chút biếng nhác cùng âm lệ trên khuôn mặt. Ý cười dư dật, chỉ bất quá dưới nụ cười này lại là mơ hồ cất giấu vài phần giống như ác lang bình thường hung ác, hiển nhiên dù thanh niên nhìn qua xem như hòa nhã. Bất quá rõ ràng đúng là cái loại người người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, dù sắp chết cũng phải cắn ngược lại một cái hung hãn là loại hình như thế. Thanh niên ra mở cửa phòng, nhìn thiếu niên đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, hơi hơi sửng sốt, chợt thân thể đột nhiên cứng ngắc. Trên khuôn mặt nọ vậy đang cười cất giấu nét ngoan độc chợt đúng lúc này tự nhiên tan thành mây khói, một nụ cười sán lạn ấm áp phát ra từ nội tâm, cực kỳ hiếm thấy nổi lên trên khuôn mặt thanh niên. Nhìn thanh niên đang tươi cười ấm áp, Tiêu Viêm chóp mũi hơi hơi đỏ hồng, hốc mắt không nhịn được có chút ướt át. Trước kia ở trong gia tộc, cho dù là chính mình đang suy bại như phế vật, nhưng thanh niên trước mặt vẫn như cũ là tiểu tâm cẩn thận để bảo toàn tôn nghiêm chính mình còn giữ lại. Giống như ác lang thông thường,
đem tất cả tộc nhân dám phát ngôn trào phúng cắn cho khắp mình đầy thương tích thâm tím mình mẩy. Sau khi sự việc đó xảy ra, vẫn mang theo các vết thương bị gia pháp trừng phạt, đến bên người cười híp mắt mà an ủi tinh thần đang ảm đạm sa sút của chính mình. Nhị ca, Ngưu bàn tay lau con mắt, Tiêu Viêm nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt, run rẩy thanh âm hô. A, ha, ha, Tiểu Viêm tử, dĩ nhiên thật sự tìm tới. Ha ha. Nhìn bộ dáng thiếu niên, thanh niên nhếch miệng cười ngây ngô vài tiếng, sau đó bước nhanh tiến lên một bước, hung hăng ôm lấy Tiêu Viêm, nặng nề mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, thanh âm đồng dạng tràn đầy kích động cùng vui sướng. Tiểu Viêm tử, nghe thân mật xưng hô khi còn bé, làm cho Tiêu Viêm khẽ cười cười, bàn tay không chút dấu vết đem ngân ngấn thủy vụ trong mắt lau đi. Cười khổ nói, nhị ca, ngươi muốn vổ chết ta à? Tiểu tử kia, không tồi a. Vấn đề cái thể chất đích quỷ dị của ngươi đã giải quyết xong. Tiêu Lệ cười buông Tiêu Viêm ra, bàn tay vỗ vỗ bả vai, ánh mắt tại trên người quét mắt một vòng, vui mừng lẫn sợ hãi nói. Ân. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu. Nhanh một chút đi, vào trước nhìn đại ca đi, y cũng là đợi ngươi không ít thời gian đó. Nói xong, Tiêu Lệ không phân biệt quy cũ choàng vai Tiêu Viêm, cũng không kịp chào hỏi cùng Tuyết Lam đang đứng một bên, xoay người chạy ào vào đại sảnh. Tiến lên phía trên đại sảnh, Tiêu Viêm ánh mắt hướng về thanh niên ngồi phía trên thủ vị. Thanh niên một thân áo bào trắng, lúc này chính mỉm cười nhìn Tiêu Viêm đang đi vào nhà. Trong con ngươi so với thường nhân sáng ngời hơn mấy phần, lộ ra vài phần cơ trí cùng khó có thể phát hiện được cơ trí và xảo trá. Tiểu Viêm tử, mấy năm không thấy, thật sự trưởng thành a. Thanh niên áo bào trắng chậm rãi động thân đứng lên. Nhìn thiếu niên thân thể về chiều cao cơ hồ đủ để cùng Tiêu Lệ so sánh, trong đôi mắt xẹt qua một nét thoáng hiện chút cưng chiều cùng nhu hòa, mỉm cười nói. Đại ca, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, trên khuôn mặt, vẻ mặt cũng là từ từ trở nên bình thản giống như thanh niên áo bào trắng, cười nói, đại ca cũng là càng ngày càng anh tuấn tiêu sái à. Nhìn được Tiêu Viêm thật không ngờ dễ dàng liền đè xuống tâm tình trong lòng, trên khuôn mặt thanh niên áo bào trắng rõ ràng thoáng hiện lên một nét kinh ngạc. Than thở gật đầu, tiểu tử kia, xem ra dù ra đi sau chúng ta, ngươi kinh nghiệm đã trải qua cùng rất nhiều a, định lực cùng tâm trí như vậy. Có lẽ ngay cả nhị ca ngươi đều so ra kém. Mặc dù không ít sự việc làm cho người ta khó chịu, cũng không có cái loại tình cảnh mà ta thật sự đến mức không thể xoay sở, không thể đi tiếp. Tiêu Viêm giang tay, cười nói. À, trong tình trạng ngươi đi tới giờ đây tự nhiên là vẫn tốt, nhị ca ngươi vẫn oán hận ta lúc trước không có đem ngươi theo cùng, nhưng tại Gia Mã Đế Quốc du lịch đoạn thời gian này, chúng ta đều vài lần thiếu chút nữa chết, nếu là cho ngươi theo bên người, chẳng phải là ngược lại hại ngươi, ở lại trong gia tộc, ít ra cha có thể chiếu cố ngươi. Tiêu Đỉnh cười nói, tốt lắm, thật vất vả để gặp mặt, đừng đem mấy chuyện không vui trước kia nói nữa, hoàn hảo Tiểu Viêm tử không có xảy ra chuyện gì. Nếu không ngày sau trở về, nhất định phải đem Tiểu Vương bát đàn hảo hảo giáo huấn một lần. Phất tay, Tiêu Lệ nói, a, không nhắc đến chuyện trước kia nữa. Tiêu Đỉnh cười cười, ánh mắt chuyển hướng Tiêu Viêm, lại cười nói, tiểu tử kia, nghe lính đánh thuê trở về hồi báo nói thực lực của ngươi, tựa hồ tại đấu sư cấp bậc. Nghe vậy, Tiêu Lệ ở một bên cũng là thần tình kinh dị nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, hắn nhớ kỹ lúc đầu tại thời điểm ra đi, Tiêu Viêm còn đang chững tại 3-4 đoạn đấu khí. Thế nào bất quá ngắn ngủi 3-4 năm đích thời gian, dĩ nhiên liền sắp đuổi theo kịp chính mình hai người. Tại trước đó không lâu khi đang lịch lãm, mới tiến vào đấu sư. Không tưởng, thật sự là rất giỏi, tu luyện tốc độ như thế, cho dù là ngươi lúc đỉnh cao nhất khi còn bé cũng so ra kém đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ đều là nhịn không được sợ hãi ca thán. A, ha, không cố gắng tu luyện không được a, dù sao 3 năm kỳ hạn cũng là sắp tới rồi. Tiêu Viêm nhún vai, cười nói, 3 năm kỳ hạn. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ sửng sốt, một lát sau, Tiêu Lệ trên khuôn mặt ý cười từ từ thu liễm, thanh âm tàn nhẫn nói, nghe nói Nạp Lan gia tộc Nạp Lan Yên Nhiên, thật sự đến gia tộc bức bách cha giải trừ hôn ước. Bọn họ thật đúng là có chút khinh người quá đáng a. Tiêu Đỉnh nhàn nhạt cười nói, trong nụ cười lộ ra vài phần lãnh ý, lấy Mạc Thiết Song binh đoàn đích thực lực, hiện tại đích xác khó có khả năng chống lại Vân Lam Tông, bất quá hắn là người xưa nay hiểu được ẩn nhẫn,
đi ra đánh đấu nhiều năm như vậy, phần ẩn nhẫn lại càng tới mức lô hỏa thuần. Tại đây trong Thạch Mạc Thành, cái tên giả hồ Tiêu Đỉnh cùng ác lang Tiêu Lệ, danh tự đủ sức làm cho đối thủ bọn họ cuộc sống ăn ngủ không yên. Ha ha, việc này, ta sẽ tự đi thu xếp, đại ca cùng nhị ca, an tâm phát triển thế lực các người là tốt rồi. Nói không chừng ngày sau ta đắc tội phải cái gì đại nhân vật, còn phải dựa vào các ngươi bảo vệ tính mạng đấy. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, trêu tức cười nói. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ nhìn nhau một cái, trên khuôn mặt hiện lên ý cười nhu hòa, nhẹ giọng nói, mặc kệ ngày sau như thế nào. Ngươi chỉ cần còn nhớ, chúng ta là thân huynh đệ, lúc trước thành lập Mạc Thiết Song binh đoàn, ta cùng với. Ngươi nhị ca suy nghĩ đó là có thể vì tương lai sau này của ngươi kiến tạo một chỗ dựa an toàn. Bất quá nhìn tình huống hiện tại của ngươi, tựa hồ đã không cần chúng ta che chở chống đỡ cho. Tiêu Viêm bật cười, trong nụ cười lộ ra cảm động. Các bạn đang nghe chuyện Đấu Phá Thương Khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 185, Thanh Lân. Lúc Tiêu Viêm tới Thạch Mạc Thành thì màn đêm đã buông xuống. Mặc dù Tiêu Viêm không uống rượu, nhưng lúc này cũng phá lệ cùng Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ uống đến nỗi say túy lúy. Hôm sau, Tiêu Viêm đầu óc có chút mê muội, mí mắt từ trong giấc ngủ mơ màng mở ra thì phát hiện trời đã sáng. Bàn tay xoa xoa đầu có chút âm ỉ, sau đó nghiêng đầu nhìn chiếc chăn mỏng trên người, chậm rãi ngồi dậy rồi hung hăng lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng. Sau đó khoanh hai chân lại, hai tay kết thủ ấn tiến nhập trạng thái tu luyện, bắt đầu trục xuất hơi rượu còn sót lại ra khỏi cơ thể. Tu luyện hồi lâu, từ ngón tay của Tiêu Viêm khẽ bắn ra, một luồng tử khí nồng nặc liền phun ra ngoài. Sau khi đem hết hơi rượu trong cơ thể bức ra, Tiêu Viêm thở nhẹ một hơi, lúc này mới từ từ mở hai mắt ra, đồng tử màu đen lại một lần nữa khôi phục sự tỉnh táo. Cót két. Ngay sau khi Tiêu Viêm mở mắt không lâu, cửa phòng đột nhiên nhẹ nhàng bị đẩy ra, một thân ảnh xinh đẹp lặng lẽ tiến vào. Bất quá sau khi nhìn thấy Tiêu Viêm ngồi ở trên giường, hơi kinh hãi, liền vội vã cúi người thi lễ, thanh âm sợ hãi nói, Tiêu Viêm thiếu gia, ngài đã thức dậy rồi à? Cô gái tiến vào, tuổi tác cũng không lớn, nhìn qua tựa hồ so với Tiêu Viêm còn nhỏ hơn chút ít, một thân trang phục thanh nhã màu xanh lục. Thân hình mặc dù xinh xắn, bất quá hình như cơ thể phát dục tương đối thành thục, song nhìn qua vẫn thoáng có chút ngây thơ. Một khuôn mặt trái xoan tinh tế đáng yêu, đích thực, giống như một búp bê xinh xắn, bộ dáng rụt rè giống như thỏ con hốt hoảng lo sợ, làm cho trong lòng người trước mặt không khỏi có cảm giác thương xót. Vừa thoáng nhìn lục y thiếu nữ, Tiêu Viêm cũng sửng sốt một hồi, sau đó hướng về phía nàng hòa nhã gật đầu. Tiêu Viêm thiếu gia, ta đến giúp ngài rửa mặt nhé. Đem chậu nước đang bưng trong tay nhẹ nhàng đặt ở trên giá gỗ ở phía ngoài giường, thiếu nữ đáng yêu đứng ở bên giường khẩn trương, thấp giọng nói. Không cần đâu, ta tự mình đến. Lắc đầu cười, Tiêu Viêm từ trên giường đi xuống, sau đó đi đến giá gỗ bên cạnh. Tùy ý rửa mặt một lần, nghiêng đầu nhìn bộ dáng khẩn trương của thiếu nữ, không khỏi cười hỏi, cô tên là gì? Nghe vậy thiếu nữ sững người ra, sau đó mở miệng nói, ta gọi là Thanh Lân. Hơi hơi gật đầu, Tiêu Viêm cầm khăn lau khuôn mặt. Sau đó ném nhẹ khăn vào chậu, rồi ngửa mặt lên trời khoan khoái hít nhẹ một hơi. Nhìn thấy Tiêu Viêm rửa mặt xong, Thanh Lân vội vàng bưng chậu nước, quay về hướng cửa bước ra. Quay đầu đi, nhìn bóng dáng xinh xắn của thiếu nữ, ánh mắt của Tiêu Viêm đột nhiên đảo đến vòng eo uyển chuyển nhẹ nhàng của thiếu nữ. Không biết vì sao, hắn có cảm giác vòng eo tinh tế của thiếu nữ kia đang chuyển động dĩ nhiên mang lại một sự hấp dẫn khác thường. Giống như vòng eo quyến rũ của một xà nữ. Ta khinh, ta đang nghĩ lung tung cái gì thế này? Không thể giải thích được những ý niệm ở trong lòng làm cho Tiêu Viêm cười khổ tự mắng mình một tiếng. Trở lại bên cạnh giường, bàn tay nắm chặt chiếc chuôi cự đại của Huyền Trọng Xích quát khẽ một tiếng, sau đó dùng lực nhấc lên. Đem Huyền Trọng Xích vác trên vai, Tiêu Viêm nhẹ nhàng chuyển thân. Đã trải qua một năm khổ tu, hiện tại hắn cơ hồ đã hoàn toàn thích ứng với sức nặng của Huyền Trọng Xích. Tiêu Viêm biết rằng sức mạnh cùng lực lượng đều đã tăng trưởng một đoạn lớn. Nếu như lúc cùng địch nhân đối chiến mà đột nhiên gia tăng tốc độ cùng lực lượng, chắc chắn đối thủ sẽ trở tay không kịp. Bàn tay cầm ngược chuôi Huyền Trọng Xích,
Tiêu Viêm mạnh mẽ xuất ra, theo một âm thanh kịch liệt, giá gỗ bên cạnh ầm ầm văng tung tóe. Nhìn giá gỗ bạo liệt, Tiêu Viêm nhếch miệng cười, sau đó đem huyền trọng xích thả lỏng trên lưng. À. Nơi cửa, Thanh Lân vừa mới bưng nước trở về, nhìn thấy trong phòng một đống hỗn độn, không khỏi nhẹ nhàng kinh hô một tiếng. Sau đó vội vàng chạy tới, cúi người nhặt quần áo rơi trên mặt đất. Nhìn tiểu cô nương chạy lăng xăng khắp nơi, Tiêu Viêm xấu hổ cười cười, sau đó cúi người xuống vươn tay, muốn giúp đỡ nhặt áo quần rơi xuống. Bỗng ánh mắt đang di động chợt dừng lại trên đoạn cổ tay trắng như tuyết của Thanh Lân lộ ra dưới ống tay áo. Tại cổ tay trắng như tuyết lại bao phủ một chút vảy rắn màu xanh. Mục quang kinh ngạc nhìn chằm chằm Thanh Lân, ánh mắt của Tiêu Viêm không tự chủ được quét về phía hai chân của Thanh Lân. Bất quá lại không nhìn thấy đuôi rắn, mà chỉ nhìn thấy một đôi gót sen nho nhỏ ba tấc làm người ta có cảm giác muốn đặt trong tay để thưởng thức. Thanh Lân lúc này đang thu thập quần áo, đột nhiên ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn thấy được ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Viêm. Theo ánh mắt của hắn chậm rãi rời xuống, cuối cùng dừng lại tại những chiếc vảy rắn trên cánh tay của mình trong lúc không cẩn thận lộ ra. Nhất thời, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lập tức trắng bệch ra, bàn tay nhẹ nhàng hạ ống tay áo xuống. Sau đó từng bước lui ra sau, cúi người dựa vào góc tường hai tay ôm chân, thân hình không ngừng run rẩy. Xin lỗi, ta không cố ý hù dọa ngài. Thiếu nữ run rẩy ôm chân, trong thanh âm kinh sợ có chút lo lắng cùng nghẹn ngào. Bị tâm tình mẫn cảm của tiểu cô nương này làm cho ngẩn người, lại nhìn bộ dáng hoảng sợ của Thanh Lân, Tiêu Viêm trong lòng khẽ thở dài một hơi. Hắn trước kia đã nghe nói qua, tại phụ cận tháp qua nhĩ xa, mạc, thỉnh thoảng xảy ra chuyện nữ nhân loài người bị xà nhân lăng nhục. Dựa theo lẽ thường mà nói, xà nhân cùng nhân loại phát sinh quan hệ, bình thường sẽ không mang thai, song mọi sự cũng không có cái gì tuyệt đối. Luôn luôn có một tỷ lệ cực kỳ thưa thớt rằng khi nữ nhân cùng xà nhân quan hệ sẽ mang thai và sinh con. Song mặc dù sinh con, bất quá đứa trẻ mang huyết mạch của loài người cùng xà nhân, bình thường rất khó sống qua 2 tuổi. Nhưng Thanh Lân trước mặt Tiêu Viêm đây, tuổi cũng đã chừng 13-14. Điều này sao có thể chứ? Ánh mắt thương xót nhìn tiểu cô nương trước mặt, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, cho dù sống lớn đến bây giờ, liệu có mang lại lợi ích gì? Loại người như Thanh Lân này đều bị loài người cùng xà nhân nguyền rủa, nàng sống đến giờ phút này, ngoại trừ bị xem thường cùng khinh bỉ, tựa hồ không có gì khác. Chậm rãi đi đến bên cạnh Thanh Lân, Tiêu Viêm cúi người ngồi xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt đầu nàng, sau đó nắm lấy cánh tay đang run rẩy cùng thần sắc hoảng sợ của nàng. Cẩn thận kéo ống tay áo, nhìn đoạn vảy rắn màu xanh, đột nhiên nhu hòa nhẹ nhọng nói, những lân phiến này thật là xinh đẹp. Nghe vậy, Thanh Lân thần sắc đang sợ hãi chợt sửng sốt, từ lúc nàng sinh ra cho đến nay, Tiêu Viêm là người đầu tiên nói những chiếc lân phiến cũng làm cho chính nàng sợ hãi là xinh đẹp. Điều này cơ hồ làm trong tâm hồn vốn bị tổn thương của nàng lặng lẽ xuất hiện một cảm giác kỳ lạ khác thường, mở to đôi mắt có chút nghi hoặc, nàng rụt rè hỏi, thiếu gia chẳng lẽ ngài không sợ sao? Nhìn chằm chằm vào giọt nước mắt còn đọng trên mắt Thanh Lân, Tiêu Viêm lúc này mới phát hiện. Đồng tử của nàng thoáng có chút màu xanh biếc, hơn nữa ở sâu trong đồng tử tựa hồ ẩn giấu ba điểm màu bích lục thật nhỏ. Gắt gao nhìn chằm chằm đồng tử màu xanh biếc có chút yêu dị nọ, tinh thần của Tiêu Viêm trong nháy mắt thoáng có chút hoảng hốt. Trong lòng, mãnh liệt chấn động, tinh thần nhanh chóng phục hồi lại. Trên khuôn mặt thoáng hiện lên nét kinh hãi, đây là nhãn đồng yêu dị gì vậy? Lấy linh hồn chi lực của mình vẫn thoáng có chút thất thần. Kinh hãi ngoài ý muốn, Tiêu Viêm lại nhìn chằm chằm vào đồng tử của nàng, lại ngạc nhiên phát hiện ba điểm màu bích lục thật nhỏ không còn nữa. Chẳng lẽ là hoa mắt? Kinh ngạc thì thào một tiếng. Tiêu Viêm hung hăng lắc đầu, lại nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, trừ bỏ đồng tử màu xanh thì cũng không thấy điểm bích lục nào tồn tại. Ai? Chắc hơn phân nửa là do đêm qua uống rượu. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Viêm đem ống tay áo của Thanh Lân hạ xuống. Sau đó chuyển thân đến bên cạnh cười híp mắt nhìn bả vai run rẩy kinh sợ của nàng, mỉm cười nói, xin lỗi, đã làm cho nàng kinh sợ. Thanh Lân vội vã lắc đầu, bàn tay vân về góc áo một cách khẩn trương. Tại trong nhận thức của nàng, nhiều năm như vậy Tiêu Viêm là người đầu tiên hướng nàng nói lời xin lỗi. Thiếu gia, trong khoảng thời gian này Thanh Lân sẽ là thiếp thân thị nữ của ngài, ngài có bất cứ chuyện gì cứ phân phó cho Thanh Lân là được rồi. Khom người, Thanh Lân thấp giọng nói, khẽ khẽ cười,
Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, xoa xoa đầu của thiếu nữ, cười nói, đại ca của ta, bọn họ bây giờ ở đâu? Tiêu Đỉnh đoàn trưởng cùng Tiêu Lệ đoàn trưởng đều đã đi sửa sang lại vật dụng trong đoàn. Bọn họ phân phó ta, nếu là thiếu gia muốn tìm bọn họ, thì để ta dẫn ngài đến tiền viện của phòng nghị sự là được. Thanh Lân ôn nhu nói, nếu bọn họ công việc bề bộn như vậy, thì cứ như thế mà làm thôi. Cười lắc đầu, Tiêu Viêm lưng đeo huyền trọng xích đi ra bên ngoài, cười nói, đi thôi, dẫn ta đi dạo chơi Mạc Thiết Dòng binh đoàn nào. Ân, ôn nhu trả lời, Thanh Lân cẩn thận chậm rãi đi theo, đi ra khỏi căn phòng. Bên ngoài phòng ánh sáng rực rỡ chiếu xuống làm cho cả người ấm áp, mặc dù sa mạc nóng bức, bất quá hiện tại là lúc sáng sớm, nhiệt độ của ánh mặt trời vừa vặn không làm cho người ta cảm thấy nóng bức. Một đường hành tẩu cùng Thanh Lân bên trong dòng binh đoàn, hễ là gặp dòng binh đang lui tới, những người này đều dừng lại ôn hòa bắt chuyện với Tiêu Viêm, hẳn là bọn họ cũng đã biết thân phận của Tiêu Viêm. Bất quá khi ánh mắt của bọn họ chuyển đến Thanh Lân ở bên cạnh, thì từ tươi cười chuyển sang lãnh đạm, hơn nữa trong ánh mắt của một số người lại còn mơ hồ mang theo một tia chán ghét. Đối với vẻ mặt này của bọn họ, Tiêu Viêm cũng chỉ đành khẽ thở dài một tiếng, xem ra thân phận của Thanh Lân, những người này đồng dạng đều biết. Nhớ lại Tiêu Viêm năm đó lúc suy bại bị coi là phế vật, cũng từng bị chịu qua loại đối đãi kiểu này, cho nên đối với Thanh Lân thương cảm bất lực và có thêm vài phần tâm tình đồng cảm. Có điều, ở biên giới sa mạc, dòng binh cùng với xà nhân khó có thể xóa đi huyết cừu, do đó dòng binh mỗi lần nghĩ đến dòng máu chảy trong người thiếu nữ trước mặt này, chính là dòng máu dơ bẩn của xà nhân, thì không nhịn được toát ra loại tâm tình này. Cơ hồ không có thể có cái gì có thể áp chế, đây chính là loài người và xà nhân mâu thuẫn chán ghét lẫn nhau sinh ra trở mặt. Vì loại người như Thanh Lân mang trong mình huyết mạch của nhân loại cùng xà nhân, nên phải chịu sự phân biệt cùng chán ghét của cả hai bên, nhưng có nói gì thì nói, nàng cũng chỉ là một cô gái vô tội mà thôi. Dọc theo đường đi, đi theo bên người Tiêu Viêm, mỗi lần ánh mắt chán ghét ở xung quanh quét qua, đều làm cho thân hình xinh xắn của Thanh Lân run lên nhẹ nhẹ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu vốn làm cho vô số người yêu thích không nỡ rời tay, lúc này hiện đầy vẻ ảm đạm. Đi qua một chỗ rẽ, Tiêu Viêm không nhịn được thở ra một tiếng, bước chân chậm rãi dừng lại. Nghiêng đầu nhìn nàng, bởi vì hắn thở dài, vẻ mặt Thanh Lân đột nhiên trở nên bất an. Trầm mặc hồi lâu, Tiêu Viêm ôn nhu nói với nàng, Thanh Lân, không nên quá mức để ý ánh mắt của người khác, cần phải nhớ rằng nàng không phải vì người khác mà sống, mà nàng sống là vì chính mình. Nói xong, Tiêu Viêm vuốt vuốt đầu Thanh Lân tiếp tục hướng phía xa xa đi tiếp. Nghe Tiêu Viêm nói, Thanh Lân sững sờ đứng tại chỗ, hồi lâu sau trên khuôn mặt tinh tế đáng yêu lộ ra một tia sáng kỳ dị, chiếc mũi thon thon khẽ nhếch lên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trong đôi mắt màu xanh biếc ba điểm màu bích lục nho nhỏ lại lặng yên hiện ra, không một tiếng động. Cảm ơn ngài, Tiêu Viêm thiếu gia. Nhẹ giọng nỉ non một câu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân thoáng hiện ra một nụ cười tràn ngập hấp dẫn khác thường, sau đó chạy đuổi theo bóng lưng của thiếu niên phía trước. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 186, trắc nghiệm. Thiếu gia, rời giường nhanh. Sáng sớm, Thanh Lân hai tay chống trên eo nhỏ nhẹ giọng hô, khuôn mặt xinh xắn nhỏ nhắn, có chút bất đắc dĩ nhìn trên giường nọ một ổ chăn mền vang tiếng ngái ngủ của Tiêu Viêm. Đang lúc Thanh Lân huyên náo kêu, Tiêu Viêm mơ mơ màng màng cũng mở mắt ra, cố gắng mở mắt, miễn cưỡng nhấc người dậy. Giờ khóc giờ cười nhìn bên cạnh cái miệng nhỏ nhắn đang rầu lên của Thanh Lân, thở dài một hơi, đành phải buông tha cho cái ý niệm tiếp tục lười biếng trên giường trong đầu ra. Để Thanh Lân cặp bàn tay nhỏ non nớt kia ôn nhu hầu hầu hạ hạ, thay trang phục, sau đó nhanh chóng đem quần áo mặc vào. Thiếu gia, người cũng không nên trách Thanh Lân quấy rầy mộng đẹp của người. Hôm nay là Mạc Thiết Dòng binh đoàn mỗi 3 tháng một lần tổ chức trắc nghiệm. Cũng là 3 tháng một lần là lúc náo nhiệt nhất bên trong binh đoàn. Cũng là người đêm qua nhắc nhở Thanh Lân, nhất định phải đúng lúc gọi người thức giấc, nếu không. Thanh Lân nói đến chỗ này, trên khuôn mặt xinh xắn nhỏ nhắn thoáng hiện lên một nét nhàn nhạt ửng đỏ, thanh âm thấp không thể nghe thấy nói, nếu không gọi người thì mông của Thanh Lân phải gặp nạn. Sáng sớm vừa mới rời giường, đúng là lúc nam nhân dục vọng thịnh nhất,
Mặc dù Thanh Lân trước mặt tuổi tác mới 13-14, nhưng có lẽ là bởi vì duyên cớ do nhân xà huyết mạch đồng thể, nên thân hình xinh xắn linh lung, cái nên lõm thì lõm, cái nên đầy đặn thì đầy đặn, chỗ thì mảnh mai tinh tế, này các loại đều hội đủ. Phối hợp với tuổi càng làm cho có chút cổ quái đối với người bình thường mà nói, đều là những hấp dẫn chí mạng a. Tuy nhiên Tiêu Viêm cũng không có cái loại sở thích này, nhưng là lúc này trong lòng cũng toát ra một cỗ xúc động, bất quá cũng may hắn nhanh chóng đem xúc động nọ nhanh chóng áp chế xuống tới, nếu không chẳng phải là làm mất thể diện đến chết. Thanh Lân một đôi bàn tay nhỏ mềm mại, đem Tiêu Viêm hầu hạ đến cực kỳ hài lòng, duỗi cái lưng mệt mỏi, hắn trêu tức cười nói, loại cuộc sống này mới thật sự là thiếu gia a, ngày sau bên người nếu là có người bên cạnh thiếp thân, ta đây chẳng phải là lại được trở lại như trước kia cái loại này sinh hoạt. Nghe vậy, Thanh Lân trong lòng có vị ngọt, trải qua mấy ngày nay ở chung, trong quan hệ giữa nàng cùng Tiêu Viêm cũng là càng ngày càng hữu hảo. Mà bởi vì Tiêu Viêm đối với nàng ôn hòa, như thế cũng khiến cho Thanh Lân cực kỳ vui thích hầu hạ hắn. Nếu là thiếu gia nguyện ý, Thanh Lân có thể vẫn đi theo bên cạnh người làm thị nữ. Bàn tay nhỏ vuốt lên nếp gấp trên tay áo Tiêu Viêm, Thanh Lân thấp giọng nói. À, ta thật ra muốn vậy, nhưng nhiều nhất chỉ có thể ở cùng ngươi tại nơi này trong thời gian 10 ngày đợi mà thôi. 10 ngày qua đi, ta còn phải tiếp tục tiến vào sa mạc, tiến hành tu luyện, cái loại. Này hoàn cảnh, ngươi một tiểu cô nương theo bên người, chẳng phải là tự mình chuốc, lấy cực khổ sao? Yên tâm đi, ta trước khi đi, nhất định sẽ dặn dò đại ca bọn họ hảo hảo chiếu cố ngươi. Tiêu Viêm nhẹ xoa đầu Thanh Lân, lại cười nói. Nghe Tiêu Viêm nói thế, con ngươi màu bích lục của Thanh Lân buông xuống thoáng xuất hiện một nét thất vọng, bất quá một lát sau, nàng vội vã cố gắng tươi cười nói, tốt lắm. Thiếu gia, chúng ta đi thôi, có lẽ trắc nghiệm hiện tại đã bắt đầu rồi. Cười gật đầu, Tiêu Viêm đeo chặt huyền trọng xích lên lưng, sau đó cất bước hướng phòng ngoài đi tới, mà tiểu lanh lợi Thanh Lân thì là một bước mau mắn mở cửa phòng. Sau đó quay đầu lại đối với Tiêu Viêm cười đáng yêu. Cái gọi là trắc nghiệm là Mạc Thiết Dòng binh đoàn mỗi 3 tháng một lần kiểm nghiệm thực lực. Mục đích loại kiểm tra này rất có chút khích lệ đoàn viên cố gắng tu luyện. Bởi vì bình thường chỉ cần tại trong trắc nghiệm biểu hiện ra xuất sắc, liền có thể đạt được chính mình tư cách tổ chức một chi tiểu đội. Vì thế cũng có thể tấn chức trở thành một người đội trưởng, vì có thể đạt được một tư cách. Bên trong Mạc Thiết Dòng binh đoàn không khí chăm chỉ hướng phía trước tiến thủ vẫn tương đối tăng lên. Thực lực của đoàn viên ở trong loại cạnh tranh này, tốc độ phát triển so với dòng binh đoàn khác cũng càng nhanh thêm một ít. Mà thực lực đoàn viên Mạc Thiết Dòng binh đoàn trong mắt dân chúng vẫn dẫn đầu các dòng binh đoàn khác trong Mạc Thiết Thành là một trong những nguyên nhân. Đối với loại trắc nghiệm mang tính cạnh tranh này, Tiêu Viêm cũng có chút đồng ý, mà đề nghị loại cạnh tranh này không ngoài dự tính của Tiêu Viêm, cũng là do vị đại ca đầu óc luôn luôn cực kỳ linh hoạt Tiêu Đỉnh đề ra. Tới hiện giờ, loại này vốn là trắc nghiệm có chút khuyết điểm, đã từng bước dần hoàn thiện, giờ thu được hiệu quả. Cũng là càng lúc càng thêm rõ rệt, dòng binh đoàn bên trong vòng một vài vòng, trên đường cũng gặp một ít chính loại tay chân luống cuống mới từ trên giường đi xuống. Mọi người thấy nhau, cười đánh bát chuyện, sau đó một đám bắt đầu bán mạng hướng sân huấn luyện phía hậu viện chạy như điên đi. Có lẽ nguyên nhân là bởi vì Tiêu Viêm, hiện tại Mạc Thiết đoàn viên, cùng lúc cũng quay mắt về phía Thanh Lân, tâm tình chán ghét biểu hiện ra đã thu liễm rất nhiều. Mặc dù đối với nàng thái độ vẫn lãnh đạm như cũ, bất quá ít nhất không có như trước kia lời lẽ cay độc. Tiêu Viêm cũng không có ý đi thi kiểm tra, cho nên cũng không cần như bọn họ sốt ruột. Cùng Thanh Lân thay nhau cười trò chuyện, chậm rãi đi vào hậu viện. Chờ khi hai người đi tới sân huấn luyện, thì phía trên hỏa nhiệt chiến đấu đã bắt đầu bốc lên hướng lên trời. Tại sân thượng là hơn 100 người loạn chiến. Ở dưới trường mọi người đều là sắc mặt kích động đích giống lớn, có địa phương, thậm chí mở ra bàn đổ đánh cá 5 người kiên trì tới cuối cùng là ai. Đứng ở phần đất bên ngoài trường thi đấu trên một khối cự thạch, Tiêu Viêm cũng là đem Thanh Lân kéo đi lên, hai người song song mà đứng. Thả cổ hăng hái nhìn sân huấn luyện thượng đang tràn ngập không khí chiến đấu, thỉnh thoảng lại nhìn thấy một ít chiêu số cực kỳ hạ lưu, đều là không nhịn được có chút bật cười. Thiếu gia, Tiêu Đỉnh đoàn trưởng bọn họ ở mặt trên. Tại lúc Tiêu Viêm xem náo nhiệt, Thanh Lân một bên đột nhiên ngón tay chỉ hướng trường đối diện trên đài cao,
quay về Tiêu Viêm mỉm cười nói. A, à, hơi hơi sửng sốt, Tiêu Viêm dương mắt nhìn lên, quả nhiên là nhìn thấy tại nơi trên đài cao, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ đang ngồi ở phía trên. Tại bên người bọn họ, vẫn có một ít người mặc mạc thiết song binh ngồi phục thị, nghĩ đến bọn họ hẳn đó là cao tầng trong binh đoàn. Đến mấy ngày nay, Tiêu Viêm cũng cùng bọn họ đều đã gặp mặt, cho nên mơ hồ lúc này cũng có thể nhận thức. Đang lúc Tiêu Viêm nhìn kỹ, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ cũng là đem ánh mắt nhìn lại, ba người nhìn nhau, không khỏi sung sướng cười lên, lẫn nhau giơ tay lên. Ngay khi Tiêu Viêm chuẩn bị thu hồi ánh mắt, đột nhiên nhìn thấy Tiêu Lệ tay làm thủ thế, không khỏi sửng sốt, ngón tay chỉ hướng trong trường đấu, tái chỉ chính mình. Thấy thế, Tiêu Lệ cười lớn gật đầu, cúi đầu đối với Tiêu Đỉnh một bên nói cái gì đó, sau đó hắn sắc mặt bất đắc dĩ hạ nhảy xuống đài cao, vững vàng đứng ở giữa sân. Nhìn Tiêu Lệ đích cử động, Tiêu Viêm bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã, đối với Thanh Lân bên người nói một tiếng sau, bàn chân đột nhiên đạp cự thạch một cước. Theo một tiếng nổ vang, thân hình vọt mạnh tiến vào trong trường đấu, thân thể tại giữa không trung lăng không một phen, hai chân sau đó là bước vào trong trường đấu. Ha ha, Tiểu Viêm tử, để cho ta nhìn ngươi một chút nhà tiểu thiên tài trong tộc này, ở tại mấy năm thời gian, có thể mạnh mẽ đến loại nào tình trạng. Thanh âm Tiêu Lệ, mang theo đấu khí, dĩ nhiên là đem huyên náo xung quanh sân huấn luyện đè ép xuống. Nhị đoàn trưởng, nhị đoàn trưởng. Nghe được tiếng hét lớn của Tiêu Lệ, đám người xung quanh chỉ là sau thoáng ngạc nhiên, chợt sắc mặt kích động lớn tiếng kêu gào. Nhất thời tại xung quanh sân huấn luyện, liên tiếp cuồng nhiệt tiếng hò hét hối thành một cỗ thanh âm như thủy triều, thẳng hướng tận trời. Nhị ca đã có ý, tiểu đệ tự nhiên không dám cự tuyệt. Bị hào khí sôi sục xung quanh kích động thoáng khơi đậy trong lòng một chút nhiệt huyết hào khí. Tiêu Viêm bàn tay cầm huyền trọng xích đột nhiên kéo sang một tiếng, trọng xích nắm nghiêng nhếch lên, ngẩng đầu dũng cảm cười nói. Ha ha, hảo. Thấy thế, Tiêu Lệ một tiếng cười lớn, bàn tay vừa trở, trong lòng bàn tay một chuôi trường thương thẳng tắp như cương bút xuất hiện, bàn tay nắm chặt lại, trên thân thể, đấu khí màu bạc đột nhiên dựng lên tung bay. Cuối cùng biểu hiện ra tại bên ngoài thân thể hình thành một tầng màu bạc đấu khí xa y. Không nghĩ tới mấy năm không thấy, đấu khí lôi thuộc tính của nhị ca phát ra càng tinh. Thuần A, ánh mắt đảo qua đấu khí xa y màu bạc biểu hiện ra trên thân thể Tiêu Lệ, Tiêu Viêm nhịn không được lắc đầu, đấu khí Tiêu Lệ có chút hiếm thấy, là một loại đấu khí thuộc tính lôi điện. Loại này đấu khí không chỉ có lực công kích cường hãn, nhưng lại còn mang thêm vào thuộc tính phụ gây tê liệt đặc hiệu, khi chiến đấu cực kỳ làm cho người ta đau đầu. Chậm rãi thở ra một hơi, trong cơ thể Tiêu Viêm tử hỏa đấu khí cũng là cấp tốc lưu động, sau một lát, bốc lên một tử hỏa đấu khí xa y màu tím, đồng dạng là đem Tiêu Viêm bao lại bên trong. Khá lắm! Nhìn Tiêu Viêm triệu hồi ra tử hỏa xa y, Tiêu Lệ không khỏi than thở một tiếng, chợt nắm chặt trường thương, quát to, bắt đầu đi. Tiêu Lệ thanh âm vừa xuất ra, thân thể Tiêu Viêm cùng hắn, đó là cơ hồ đồng thời cùng động, hai người bàn chân đạp trên mặt đất một cước, thân hình điên cuồng bắn ra. Nhìn vậy cơ hồ là đem hỗn loạn trường đấu xé ra, sinh ra một đường chỉ hai người, xung quanh đích lính đánh thuê nhất thời lại sôi trào lên, hai gã đấu sư chiến đấu. Ở ngày thường, có thể xem như khó gặp, hôm nay có thể có nhãn phúc tham quan học tập một hồi, những người này như thế nào không cảm thấy hưng phấn. Thiếu gia, cố gắng lên, đứng ở trên cự thạch, Thanh Lân khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng có chút đỏ lên, trong trẻo hô to. A, đoàn trưởng, người nói nhị đoàn trưởng cùng Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, ai có phần thắng lớn hơn một chút. Trên đài cao, Tuyết Lam ánh mắt phiêu lướt qua bên trong sân đấu, cười duyên hỏi. Nghe Tuyết Lam vấn đề hỏi, mấy vị cao tầng khác trên đài mặt cũng là đem ánh mắt đầu lại đây, nhìn vị ngày thường quyết sách sự vụ lớn nhỏ bên trong đoàn Tiêu Đỉnh. Bị mọi người nhìn chăm chú vào, Tiêu Đỉnh dường như không có việc gì đích nâng chung trà lên, nhẹ nhấp một hơi. Tầm mắt quét về phía trong trường đấu, cười dài nói, thực lực nhị đệ hiện giờ là 4 sao đấu sư, lấy tốc. Độ của hắn, tất sau đó không lâu liền có thể đi vào 5 sao cấp bậc. Mà Tiểu Viêm tử thực lực bây giờ, chỉ là vừa mới bước vào đấu sư, mặc khác, nhị đệ lôi thuộc tính đấu khí. Chư vị cũng là từng lĩnh giáo qua, mặc dù tử hỏa đấu khí của Tiểu Viêm tử, để cho ta có chút nhìn không ra, bất quá. Các ngươi nói thử xem, ai phần thắng sẽ lớn hơn. Tiêu Đỉnh trong đôi mắt một thoáng hiện lên nét xảo trá, cười nói. Như vậy xem ra, nhị đoàn trưởng không phải sẽ thắng sao?
dù sao bọn họ rốt cuộc khác biệt vài tinh thực lực mà. Nghe vậy, Tuyết Lam không khỏi bĩu môi, có chút thất vọng nói, nàng đúng là rất muốn nhìn thấy bộ dáng xấu mặt của Tiêu Lệ. Ân. Khẽ cười cười, Tiêu Đỉnh ngón tay nhẹ nhàng đánh gõ vào mặt bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu niên bao phủ bởi tử hỏa đấu khí ở giữa sân nhẹ giọng nói, đổi lại người khác, có lẽ đúng vậy xác thực không có nửa điểm phần thắng, bất quá. Đối với tiểu đệ đệ này của ta ít nhất cũng không thể theo lẽ thường mà phán đoán. Tiểu gia hỏa kia từ nhỏ đã biết như thế nào là ẩn giấu chính mình, ta cũng không cho rằng thực lực hắn chỉ có biểu hiện ra từng ấy điểm. Cho nên, trận này tỉ thí, không thể nói, phần thắng của tiểu viêm tử sẽ lớn hơn nữa. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 187, tỉ thí giữa hai huynh đệ. Nhìn phía trên sân rộng, một ngân một tử hai đạo nhân ảnh cơ hồ là đem tràng diện sôi sục hỗn loạn tại sân đấu xẻ ra hai cái thông đạo. Nơi hai người đi qua, mọi người đều là tự lưu động để lại khu vực thật dài trống rỗng. Tình. Kim thiết va chạm kéo theo một tiếng vang thanh thúy. Một cỗ năng lượng ba động hung mãnh từ vị trí quảng trường trung tâm bạo phát ra, nhất thời làm cho hơn 10 thước quanh thân hai người bên trong tràng diện hỗn chiến, đó là bị rửa sạch, trống rỗng thành một vòng tròn trống trải. Bàn tay nắm chặt huyền trọng xích, Tiêu Viêm dương mắt nhìn trường thương nọ giống như độc xà bình thường xảo quyệt đâm tới, tại phía trên mũi thương. Tia chớp màu bạc hình cung không ngừng nhảy lên, thở nhẹ một hơi, trọng xích trong tay Tiêu Viêm bỗng nhiên xoay, mặt phiến xuất ra. Đinh! Mũi thương chính là trực diện điểm ngay trên thân cự đại trọng xích, tại phía trên trọng xích mang theo lực lượng áp bách đè xuống. Trường thương yếu ớt nhất thời bị áp xúc thành một cái đường cong kinh hiểm khó mà tưởng tượng, cực kỳ kích thích ánh mắt, mà mũi thương cơ hồ sắp tiếp cận đến bàn tay cầm thương của Tiêu Lệ. Hắc hắc, tiểu tử này thật khí lực không nhỏ. Nhìn một màn tiếp xúc, người ăn tiểu thua thiệt, Tiêu Lệ không khỏi cười, trên lòng bàn tay đấu khí cấp tốc ngưng tụ. Sau đó mãnh kích đánh truyền vào thân thương, trên thân thương năng lượng một cỗ dòng điện phóng ra, theo thân trọng xích rất nhanh truyền vào bên trong. Dòng điện năng lượng xâm nhập vào trọng xích, bàn tay nắm chặt huyền trọng xích của Tiêu Viêm nhất thời run rẩy. Trong cơ thể tử hỏa đấu khí tiếp tục lưu động, đem luồng năng lượng tê dại nọ từ trong cơ thể rất nhanh trục xuất ra ngoài. Tiểu Viêm tử, nhị ca một khi cùng người chiến đấu, cũng sẽ không phân biệt thân thuộc, một khi đã chiến, là đem hết toàn lực. Ngươi nên cẩn thận. Trong nháy mắt đang lúc Tiêu Viêm bàn tay run rẩy, Tiêu Lệ cười hắc hắc một tiếng, trường thương trong tay quỷ dị kéo một đường. Mũi thương tại trên thân trọng xích tạo nên một trận hoa lửa, sau khi vẻ xong chợt bạo đâm ra, lôi hình cung tam đoạn vũ. Trường thương mới vừa động, Tiêu Lệ tiếp đó là quát khẽ một tiếng, nhất thời, dòng điện trên thân thương hình thành hình dạng như tam đầu xà. Đó là đột nhiên thoáng hiện ra, các lưỡi điện hình vòng cung đan sen lóe ra tiếng vang suy suy, mang theo một cỗ năng lượng cường đại làm cho người ta không dám dễ dàng khinh thường. Lôi hình cung tam đoạn vũ. Ách, nhị, đoàn trưởng dĩ nhiên nhanh như vậy liền đem lôi hình cung tam đoạn vũ ra sử dụng. Nhìn thấy thế công của Tiêu Lệ, dưới trường đấu nhất thời vang lên từng cơn âm thanh kinh ngạc. Chiêu lôi hình cung tam đoạn vũ này, cơ hồ cũng có thể nói là một trong những sát chiêu của Tiêu Lệ. Không nghĩ tới lúc này mới vừa giao thủ không bao lâu đã đem thi triển ra. Chẳng lẽ hắn là muốn tốc chiến tốc thắng? Xem ra Tiêu Viêm huynh đệ có thể thua a. Lôi hình cung tam đoạn vũ này của nhị đoàn trưởng là huyền bậc hạ cấp địa đấu khí a. Hơn nữa lôi thuộc tính đấu khí có thêm phụ trợ hiệu quả. Cho dù là một người 4 sao đấu sư cũng không dám dễ dàng ngăn cản. Vậy mà lúc này chỉ mới vừa giao thủ, nhị đoàn trưởng đã đem ra sử dụng. Xem ra thực lực Tiêu Viêm huynh đệ đích xác bất phàm a. Trên đài cao, một gã trong Mạc Thiết cao tầng nhịn không được cười nói, người này thật đúng là hay khi dễ người ta mà. Cấp bậc so với tiểu đệ Tiêu Viêm cao hơn cũng không tính, dĩ nhiên vẫn vận dụng huyền bậc đấu kỹ. Tuyết Lam bĩu môi, có chút thay Tiêu Viêm bị bất công đang ở thế yếu mà nói. Nhị đệ đấu khí lôi thuộc tính vốn tự thuộc về loại hình đấu khí bùng nổ như sấm sét. Nếu là phải chiến đấu lâu dài đối với hắn ngược lại lại càng bất lợi. Cho nên vô luận cùng ai chiến đấu, hắn đều lựa chọn tốc độ dùng cách nhanh nhất phân ra thắng bại.
Nếu không, một khi khí thế giảm yếu đi, tình thế của hắn sẽ rất khó mà hình dung. Tiêu Đình khẽ lắc đầu, mỉm cười nói, nghe vậy, mọi người bất đắc dĩ cười. Cũng chỉ đành tại trong lòng cầu khẩn Tiêu Viêm có thể chống đỡ qua được dưới đợt công kích này. Trong sân đấu, tại lúc Tiêu Lệ sử dụng ra đấu kỹ, Tiêu Viêm cũng là kinh ngạc cả kinh. Bất quá trải qua hơn một năm khổ tu cũng làm cho hắn định lực hơn xa không phải như trước kia có thể so sánh. Trong nháy mắt sau đó tâm đã bình tĩnh xuống. Trong xoáy tụ đấu khí trong cơ thể, một đạo tử hỏa đấu khí lưu chuyển ra. Sau đó đem thân trọng xích bao lại để tránh bị đấu khí lôi thuộc tính của Tiêu Lệ mượn cơ hội truyền vào trong cơ thể mà làm cho tê liệt. Huyền trọng xích đen kịt được tử hỏa bao bọc bên trong. Cuối cùng lai do Tiêu Viêm đem hết toàn lực sử dụng chém xuống, tạo nên một cỗ áp bách kình phong, hung hăng đối với trường thương đang cấp bách đâm tới mà bạo phá. Ở xung quanh mọi người đều khẩn trương nhìn kỹ, trọng xích cùng trường thương chỉ trong nháy mắt đột nhiên chạm nhau. Nhất thời theo một tiếng năng lượng nổ vang, đá phiến tại chỗ đứng hai người đều là xuất hiện những vết nứt chi chít. Đinh! Tại lúc mũi thương điểm trên trọng xích, một cái lưỡi điện hình cung hung hăng dương nanh múa vuốt đánh vào mặt ngoài, bên trong ẩn chứa kình khí mạnh mẽ. Đột nhiên mà đem trọng xích đánh bật ra, hơn nữa bởi vì do lưỡi điện hình cung ăn mòn, tử hỏa đấu khí trên huyền trọng xích cũng là rất nhanh trong khoảng khắc giảm bớt hơn phân nửa. Hắc hắc! Đắc thủ nhìn Tiêu Viêm nắm huyền trọng xích lui nhanh một bước, Tiêu Lệ cười hắc hắc, ra tay lại là không hề có chút nào lưu tình. Trường thương thế lui lại vừa xong, lại là hung hăng đâm tới trên huyền trọng xích đang lui về phía sau cho đến nổi không thể phản kích. Đinh! Lại một lần nữa tiếng vang thanh thúy vọng lên, dĩ nhiên tử hỏa đấu khí trên trọng xích cuối cùng là hoàn toàn tiêu tán. Đinh! Sau khi đánh tan tử hỏa, trường thương của Tiêu Lệ tiếp tục như tia chớp đâm ra, đồng thời một lưỡi điện năng lượng hình cung cuối cùng cũng là cuồng bạo thoát ra khỏi thân thương nặng nề bổ vào trên huyền trọng xích. Theo một tiếng vang có chút vang dội, huyền trọng xích trong tay Tiêu Viêm dĩ nhiên bị này ba cỗ lực lượng mạnh mẽ chấn đắc rời khỏi tay, xoay hơn 10 vòng trên không rồi cắm trên mặt sân phía sau. Tiểu tử kia, chiến đấu kết thúc. Bàn tay nắm chặt trường thương, Tiêu Lệ hướng về phía Tiêu Viêm cười nói. Hư! Nhìn Tiêu Viêm tay không còn vũ khí, xung quanh ở ngoài sân nhất thời vang lên một tràng tiếng thở dài. Ở loại cấp độ này tỉ thí, mất đi vũ khí trên cơ bản liền tương đương với đặt một chân vào trong đối mặt với thua cuộc. Bình thường tình huống như thế này, kết cục có lẻ xẻ như thế, bất quá đối với Tiêu Viêm mà nói lại là tình trạng hoàn toàn trái ngược. Tiêu Viêm có huyền trọng xích trong tay đích xác có thể gia tăng một ít lực công kích, bất quá càng nhiều hơn lại là đối Tiêu Viêm chính là một loại trói buộc. Mang huyền trọng xích trên người, Tiêu Viêm không chỉ có tốc độ bị áp chế đến tệ hại, hơn nữa trọng yếu nhất vẫn là đấu khí trong cơ thể phải cạn kiệt toàn lực thúc giục hết, mới có thể ứng phó loại cấp bậc chiến đấu này. Nhưng hiện tại trọng huyền xích rời tay, lại là đem cái áp chế trói buộc thực lực Tiêu Viêm cuối cùng, hoàn toàn dứt bỏ đi. Mất đi trói buộc của huyền trọng xích, Tiêu Viêm mới là đạt đến trạng thái cao nhất. Cho nên, nghe được Tiêu Lệ nói, Tiêu Viêm lại là từ chối cho ý kiến, nhún vai, ân. Cũng không nhất định a. Nhìn thấy Tiêu Viêm chỉ vậy vẫn như cũ khuôn mặt bình tĩnh mỉm cười, Tiêu Lệ hơi cảm giác ngạc nhiên, chợt trong tay trường thương khinh thoát nhắm hướng bả vai trên Tiêu Viêm đâm tới. Bạo bước, khuôn mặt Tiêu Viêm ngước lên sán lạn cười, theo một tiếng quát nhẹ, bàn chân đạp mạnh xuống mặt đất, một tiếng năng lượng nổ vọng ra. Thân thể cơ hồ là trong nháy mắt, như bắn tới ngay bên cạnh Tiêu Lệ. Trong sân đấu, nhìn thấy di chuyển của Tiêu Viêm, mọi người không khỏi kinh hô xôn xao một tiếng, hiển nhiên bọn họ có chút nghĩ không thông ở dưới loại tình huống này. Tốc độ bình thường của Tiêu Viêm tại sao còn có thể giống như uống đan dược mà tăng lên kinh khủng. Thân ảnh Tiêu Viêm chợt đúng lúc này tiến tới sát một bên, làm cho Tiêu Lệ trên khuôn mặt thoáng hiện lên một nét kinh ngạc, bàn tay nắm chặt trường thương đột nhiên quất về phía sau, trường thương dán lưng. Giống như máy xay gió bình thường vậy bay nhanh xoay tròn, tại trong lúc xoay tròn, một tia điện mang ở trong đó nhảy ra lóe ra. Mũi chân nhẹ nhàng điểm tại một đoạn trên mũi thương, Tiêu Viêm thân hình lần nữa ngoài dự đoán mọi người bắn lui ra. Tại lúc bắn ngược ra, Tiêu Viêm bàn tay đột nhiên mở ra chợt nắm chặt, nhất thời hấp lực hung mãnh tự trong lòng bàn tay phun ra mạnh mẽ, cách đó không xa không kịp phòng ngừa Tiêu Lệ. Thân thể không yên, trường thương giống như máy xay gió bình thường bị xé ra đến hất linh bát lạc, đòn công kích hoàn toàn không sao giữ được nguyên dạng.
Bởi vì bàn tay phát ra hấp lực, thân hình Tiêu Viêm đang bắn ngược đi giờ cũng là quỷ dị dừng lại. Ngẩng đầu mỉm cười nhìn Tiêu Lệ đang bị hấp lại đây, bàn chân lần nữa đạp mạnh mặt đất, theo một tiếng bạo vang, thân hình như tia chớp xuất hiện ở trước người Tiêu Lệ. Nhị ca, trọng xích khả dĩ cũng không vũ khí của ta am hiểu nhất vẫn là cận thân bác đấu. Hai cặp ánh mắt gần gũi gần như tiếp xúc, Tiêu Viêm đột nhiên cười khẽ một tiếng. Trong lúc đồng tử Tiêu Lệ thoáng co rút, chợt bàn tay đột ngột nắm chặt thành quyền, thân thể rất nhanh mượn lực tại giữa không trung xoay tròn nửa vòng, dĩ nhiên vô cùng quỷ dị chui vào trong lòng Tiêu Lệ. Lấy đưa lưng về phía Tiêu Lệ, Tiêu Viêm khuỷu tay co lại ngưng trệ chỉ trong nháy mắt. Sau đó mang theo một cỗ bén nhọn tiếng rít cơ hồ xé rách không khí cản trở, hung hăng nhắm lồng ngực Tiêu Lệ đập xuống. Sau khi cảm nhận được khuỷu tay Tiêu Viêm ngầm ẩn chứa kinh khủng kinh khí, sắc mặt Tiêu Lệ đột nhiên biến đổi, trong tròng mắt rất nhanh thoáng xẹt qua một nét ngưng trọng. Hữu quyền co lại sát lồng ngực, đột nhiên đánh xuống một quyền như búa tạ. Theo nắm tay Tiêu Lệ hạ xuống, một vòng ngân quang chói mắt đột nhiên tự giữa ngực khuếch tán ra. Cuối cùng tự nhiên là tại địa phương cánh lồng ngực hắn nửa tấc, hình thành một khối màu bạc gần như thực chất tiểu thuẫn kích thước bằng nửa chậu nước rửa mặt. A, nhị đệ xem ra thật sự là bị buộc đến mức này a. Dĩ nhiên ngay cả chiêu bảo vệ tính mạng cuối cùng này điện quang ngân thuẫn đều đem ra sử dụng. Nhìn tấm chắn nhỏ màu bạc trên ngực Tiêu Lệ trong sân đấu, Tiêu Đỉnh lắc đầu, khẽ cười nói. Ta chỉ biết, Tiểu Viêm từ bản thân hắn vĩnh viễn đều có át chủ bài, muốn từ mặt ngoài phán đoán thực lực của hắn đích. Thực là hành động cực kỳ không sáng suốt a. Tiêu Đỉnh ánh mắt liếc nhìn cự đại huyền trọng xích trong sân cười nói. Mọi người chẳng lẽ không có phát hiện, từ sau khi đem trọng xích rời khỏi người, Tiểu Viêm từ tốc độ cùng lực lượng cơ hồ là bạo tăng gần 3-4 tầng sao. Nghe vậy, trên khuôn mặt mấy người Tuyết Lam một bên cũng là nảy lên một nét thoáng hiện ngạc nhiên cùng sợ hãi than. Bên trong sân đấu, Tiêu Viêm cũng là đã nhận ra năng lượng ba động phía sau, bất quá khuỷu tay như mũi nhọn. Lại là vẫn như cũ tuyệt không ra giảm, trong nháy mắt sau đó, nặng nề nện lên trên tấm chắn nho nhỏ màu bạc. Oanh! Theo tiếng nổ, mọi người có thể chỉ cần mắt thường cùng nhìn thấy một vòng kình khí vô hình rung động. Tự sát thân hai người trong lúc đó, đột nhiên khuếch tán ra, thẳng đến hơn 10 thước ở ngoài xa rồi mới từ từ tiêu tán. Bên trong sân đấu, thân thể Tiêu Viêm cùng Tiêu Lệ đều là chợt tại thời điểm này đình trệ lại. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy chỗ giao tiếp giữa khuỷu tay cùng ngân thuẫn kịch liệt từng đợt rung động. Rung động cấp tốc khuếch tán ra, sau một lát cùng từ từ dừng lại, mà thân thể hai người cũng là giống như bị điện giật, thối lui ra. Tiểu tử kia không nghĩ tới dĩ nhiên nắm được đấu kỹ tay không cao thâm như vậy, hắc hắc, bất quá dù sao ngươi và ta thực lực chênh lệch khá lớn, lực lượng của ngươi còn không đủ để đột phá điện quang ngân thuẫn của ta. Là lúc thân hình lui nhanh, Tiêu Lệ đột nhiên cười nói, ây, cũng không nhất định. Thản nhiên cười cười, Tiêu Viêm bàn tay đột nhiên nắm chặt, quát khẽ, bạo, phanh. Theo âm thanh của Tiêu Viêm, một tiếng rất nhỏ vang dội đột ngột từ trong cơ thể Tiêu Lệ truyền ra, mà chậm một chút sau khi tiếng vang phát ra. Tiêu Lệ nhất thời như bị sét đánh, không chỉ có thân hình kịch liệt run rẩy nhiều lần, ngay cả sắc mặt cũng là đột nhiên tái nhợt đi một ít. Thân hình không ngừng thối lui, mỗi một lần bàn chân Tiêu Lệ hạ xuống đều lưu lại ở trên mặt đất một cái dấu chân thật sâu. Ngay khi lui gần 20 bước sau, Tiêu Lệ rốt cuộc ổn định được thân hình, song lúc này trước mặt đột ngột hiện lên bóng người. Một mũi thương lóe ra sắc bén, dừng ở chỗ lồng ngực. Nhị ca, người khinh địch a. Mũi thương chỉ vào Tiêu Lệ, Tiêu Viêm mỉm cười nhẹ giọng nói. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 188, phát hiện của Thanh Lân. Nhìn giữa sân chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tình thế chiến đấu đột nhiên đảo ngược, mọi người xung quanh quảng trường đều ngạc nhiên mở to hai mắt. Rất khó tưởng tượng, bên trong đoàn Tiêu Lệ luôn luôn ít có đối thủ, dĩ nhiên có chút không thể giải thích được lại thua Tiêu Viêm nhỏ hơn 7-8 tuổi. Giữa sân, nhìn mũi thương trước ngực, Tiêu Lệ cũng ngạc nhiên một hồi lâu mới từ từ phục hồi lại tinh thần. Ánh mắt đảo qua Tiêu Viêm trước mặt đang mỉm cười, không khỏi tấm tắc lắc đầu, sợ hãi than, tiểu tử kia, không nghĩ tới a. Dĩ nhiên ẩn giấu sâu đến như vậy. Lấy thực lực mà ngươi thể hiện ra,
cũng không giống một người chỉ vẻn vẹn là nhất tinh cấp bậc đấu sư bình thường a. A, may mắn thôi. Cười lắc đầu, Tiêu Viêm cầm trường thương cắm trên mặt đất, sau đó đi tới chỗ để Huyền Trọng Xích cách đó không xa, vừa muốn cầm lên, Tiêu Lệ, một bên tươi cười ngăn cản hắn lại, để cho ta tới thử xem, xích tử này của ngươi. Tựa hồ có điểm cổ quái a. Tiêu Lệ tràn đầy hứng thú nhìn chằm chằm cự đại xích tử trên mặt đất, cười dài nói. Ách, nghe vậy, Tiêu Viêm hơi sửng sốt, chợt cười gật đầu lui ra phía sau một bước, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ hài hước. Tiêu Lệ trà sát hai tay, chậm rãi đứng cạnh Huyền Trọng Xích, bàn tay co duỗi, sau đó gắt gao cầm lấy chuôi xích, nhẹ thở ra một hơi, bàn tay tùy ý kéo kéo, mà theo bàn tay lần này khẽ động. Tiêu Lệ sắc mặt cũng khẽ biến, kinh dị một tiếng, hắn phát hiện sau khi cầm Huyền Trọng Xích vào tay, trong cơ thể lôi điện đấu khí vốn lưu chuyển rất nhanh, đột nhiên trở nên giống như rùa bò. Khá lắm, quả nhiên có chút cổ quái. Kinh ngạc thì thào một tiếng, Tiêu Lệ cánh tay gồng lên, một mảnh gân xanh dài hẹp tại trên khuỷu tay nổi lên. Nắm chặt Huyền Trọng Xích, Tiêu Lệ khuôn mặt chậm rãi đỏ lên, quát khẽ một tiếng, hởi. Thanh âm vừa dứt, Tiêu Lệ cánh tay có chút run rẩy chậm rãi nổi lên, sau đó hai tay nắm ở trước người. Dùng sức cả hai huy động lần nữa, lần này nhìn về phía Tiêu Viêm trong ánh mắt mơ hồ thoáng hiện nét rung động hơn nhiều. Ngươi lúc trước vậy mà đeo thứ này trên lưng chiến đấu cùng ta sao? Nhìn Tiêu Viêm khuôn mặt thanh tú đang mỉm cười, Tiêu Lệ đột nhiên miệng lưỡi có chút khô khốc nói, trời ạ, thứ này ở trên lưng người còn có thể đi động thì đã là rất giỏi rồi, mà Tiêu Viêm dĩ nhiên đeo trên lưng cùng chính mình chiến đấu nhiều hiệp. Cái này như thế nào không làm cho Tiêu Lệ kinh ngạc cùng khiếp sợ. Nhìn bộ dáng Tiêu Lệ rung động, Tiêu Viêm mỉm cười, hơi gật đầu, bàn tay tiếp nhận Huyền Trọng Xích, sau đó thản nhiên đem đặt ở trên lưng. Con mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm từng cử động của Tiêu Viêm, Tiêu Lệ phát hiện tại lúc tiếp nhận Huyền Trọng Xích, bàn tay Tiêu Viêm dĩ nhiên chỉ thoáng trầm xuống một chút, hơn nữa, chỉ trầm xuống trong nháy mắt, điểm cong ấy rất nhỏ, đó là điều chỉnh lại cho hoàn thiện. Nhìn Tiêu Viêm thái độ thoải mái, Tiêu Lệ miệng khẽ nhếch lên, một hồi lâu mới sợ hãi lắc đầu than thở, tiểu tử kia. Rất giỏi a. Vậy Nạp Lan Yên Nhiên nọ con mắt bị cướp chó che lấp sao chứ? Huynh đệ nhà ta ưu tú như vậy được mấy người? Gia Mã Đế Quốc này khả năng tìm ra mấy người, nàng dĩ nhiên vẫn vứt bỏ. Tiêu Viêm tươi cười, buông tay nói, ít nhất Huân Nhi sẽ không yếu hơn so với ta. Huân Nhi? A, là cô gái nhỏ nọ a. Thiệt nhiều năm không trở về, vậy cô nàng khẳng định lớn lên rất tươi ngon mọng nước phải không? Phải biết rằng khi còn bé vì nàng những thiếu gia bên trong Ô Thản Thành mỗi ngày tại bên ngoài Tiêu gia leo tường vào xem đấy chứ. Bất quá nàng tựa hồ dính chặt với ngươi phải không? Hắc hắc. Nghe danh từ thanh nhã này, Tiêu Lệ sửng sốt, có chút hoài niệm cười nói. Trong đầu hồi tưởng lại cô gái xinh đẹp dung nhan cùng thân thể động lòng người. Tiêu Viêm cũng thoáng có chút cảm xúc khẽ mỉm cười. Bàn tay vỗ nhẹ nhẹ Huyền Trọng Xích, mỉm cười nói, ngày sau có cơ hội, ta mang nàng tới gặp các người. Ân, bất quá hiện tại, ta có điểm chính sự vẫn thỉnh đại ca cùng nhị ca hỗ trợ. Nga, có việc, không thành vấn đề, cứ việc nói là tốt rồi. Coi như là tại năng lực ở ngoài, nhị ca cùng đại ca cũng sẽ toàn lực tương trợ. Nghe vậy, Tiêu Lệ lập tức phất phất tay, cười nói. Ân, khẽ cười cười, Tiêu Viêm nhẹ gật gật đầu. Căn phòng bên trong mở rộng, Tiêu Viêm ba người ngồi ở đó, mà Thanh Lân thì dè dặt bưng lên ba chén trà xanh, sau đó nhu thuận đứng ở phía sau Tiêu Viêm. A, Tiểu Viêm tử có việc, nói ra đi, để cho đại ca xem xét giúp người. Bưng chén trà nhấp một khẩu, Tiêu Đỉnh hướng về phía Tiêu Viêm cười nói. Cười gật đầu, Tiêu Viêm trầm ngâm một hồi, nhẹ giọng nói, ta lần này tới tháp qua nhĩ đại sa mạc là muốn tìm kiếm một loại đồ vật. Ồ, vật? Vật gì thế? Nghe vậy, Tiêu Lệ thoáng có chút tò mò cười hỏi. Dị hỏa, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trên mặt bàn, Tiêu Viêm thấp giọng nói. Ách! Hai chữ dị hỏa vừa nói ra, căn phòng bên trong nhất thời lại an tĩnh hơn rất nhiều. Tiêu Đình cùng Tiêu Lệ hai người liếc mắt nhìn nhau, mê hoặc nói, dị hỏa. Cái loại đồ vật này, tựa hồ là luyện dược sư mới có thể cần đến phải không? Ngươi cần nó làm gì? Tiêu Viêm nhún vai, thản nhiên cười nói, bởi vì ta chính là luyện dược sư. À, nghe vậy,
Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ khuôn mặt cứng đờ, một lát sau, chân mày trên nảy lên mừng như điên, ngươi là luyện dược sư. À, ta vừa vặn may mắn có thiên phú trở thành luyện dược sư, hơn nữa lúc tại Ô Thản Thành, cũng gặp một người sư phụ, cho nên. Tiêu Viêm khẽ cười nói, xách xách, tiểu tử kia thật sự rất giỏi, không nghĩ tới Tiêu gia ta dĩ nhiên cũng có thể sinh ra một người là luyện dược sư, ha ha. Nhìn Tiêu Viêm gật đầu xác nhận, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ nhất thời cười lớn nói, trong tiếng cười có chút hâm mộ cùng vui mừng. Dị hỏa thứ này, trình độ quý hiếm thật sự là có chút làm cho người ta sợ hãi, mặc dù chúng ta tại Thạch Mạc Thành lăn lộn không ít thời gian. Nhưng thật đúng là không có nghe ai nói qua, nơi nào có tung tích dị hỏa a. Mừng rỡ qua đi, Tiêu Đỉnh nhíu mày, bất đắc dĩ nói. Cười lắc đầu, Tiêu Viêm ngón tay khẽ bắn ra đạn nạp giới, từ đó tay lấy ra quyển trục da dê cổ xưa, cẩn thận đem trải trên mặt bàn. Ngón tay chỉ vào một chỗ có dấu hiệu hỏa diễm, nhẹ giọng nói, đây là ta làm ra một cái bản đồ, ở chỗ địa phương có dấu hiệu hỏa diễm này. Hẳn là có tỷ lệ tìm kiếm được tung tích dị hỏa, bất quá ta đối với địa hình xung quanh Thạch Mạc Thành cũng không quen thuộc, cho nên. Ta tìm không được địa phương xác thực có dấu hiệu hỏa diễm, đại ca, các người ở chỗ này lăn lộn không ít thời gian, có biết hay không xung quanh Thạch Mạc Thành có cái địa phương kỳ dị gì không? Nghe vậy, Tiêu Đỉnh đem bản đồ kéo qua, ánh mắt thô sơ giản lược quét qua địa đồ, kinh dị nói, bản đồ rất tốt. Loại bản đồ này, ta nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy a. Ân, đích xác chi tiết đến có điểm quá phận. Tiêu Lệ gật đầu, cau mày tinh tế quan sát một chút bản đồ, nhẹ giọng nói, này khối dấu hiệu địa phương hỏa diễm, tựa hồ hẳn là tại vị trí đông bộ Thạch Mạc Thành đấy. Ân, nói chuẩn xác hơn có lẽ là địa phương đông bộ Thiên Nam. Tiêu Đỉnh khẽ gật đầu, trầm tư nói, nhưng phương hướng đông bộ Thạch Mạc Thành, tựa hồ cũng không có cái gì địa phương quá mức kỳ dị à. Đích xác không có, cái địa phương kia, lúc ta tại một lần làm nhiệm vụ, từng dẫn người tìm tòi vài ngày, không phát hiện có cái địa phương gì kỳ quái cả. Tiêu Lệ cũng là lắc đầu, bất đắc dĩ nói, nhìn hai người lắc đầu. Tiêu Viêm trên khuôn mặt xẹt qua một nét thoáng hiện thất vọng, thở dài một tiếng, xem ra. Nơi này hẳn là cũng không có dấu vết dị hỏa. Xong, ngay lúc Tiêu Viêm lòng tràn đầy thất vọng, một đạo thanh âm ôn nhu sợ hãi, đột nhiên tại bên trong căn phòng vang lên. Cái kia, thiếu gia, vị trí phía đông Thạch Mạc Thành, tựa hồ có điểm kỳ quái gì đó. Nghe vậy, Tiêu Viêm đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đột nhiên quay đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ thắt chặt của Thanh Lân, gấp giọng nói, người biết. Một bên, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ cũng là đem ánh mắt ngạc nhiên rời về phía Thanh Lân, hiển nhiên, bọn họ cũng không biết rõ tình hình. Bị ba người bên trong gian phòng nhìn chăm chú vào, Thanh Lân trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang khiếp đảm càng lại dày đặc thêm một phần. Ấp a ấp úng nói, ta cũng không biết ta cảm ứng được có chuẩn xác hay không. Bất quá tại nửa năm trước, ta thật là cảm ứng được tại khu vực đông bộ Thiên Nam Thạch Mạc Thành có một chút dị động. Ngươi là làm thế nào biết? Ngươi tựa hồ cũng không sở hữu thực lực loại này mà. Tiêu Đỉnh bàn tay vuốt ve chén trà, có chút hoài nghi nói, ta không biết. Nửa năm trước, ta cảm ứng được một cỗ hơi thở cực kỳ cường đại xuất hiện ở phía ngoài Thạch Mạc Thành. Cỗ hơi thở này cùng một ít huyết mạch trong cơ thể ta có chút tương tự, mà cỗ hơi thở nọ ở trước mặt, cho dù là đoàn trưởng Sa Chi Dòng Binh Đoàn, so với nó hắn cũng yếu hơn rất nhiều. Thanh Lân dè dặt kề sát Tiêu Viêm, thấp giọng nói, à. Nghe vậy, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ thoáng có chút động dung. Nhưng đoàn trưởng Sa Chi Dòng Binh Đoàn là một người đại đấu sư a, ngay cả hắn so với vị hơi thở thần bí kia đều yếu hơn rất nhiều, vậy đối phương chẳng phải ít nhất là cường giả cấp bậc đấu vương sao? Cùng ngươi huyết mạch tương tự chính là hơi thở. Chẳng lẽ là Mỹ Đỗ Toa nữ vương? Chỉ trầm tư chốc lát, Tiêu Lệ đột nhiên có chút kinh hãi nói, lấy thực lực Mỹ Đỗ Toa nữ vương, cho dù muốn đem Thạch Mạc Thành hủy diệt, cũng không khó khăn ấy chứ. Loại nhân sĩ siêu cấp kinh khủng này, dĩ nhiên tại dưới tình huống bọn họ không biết, ở Thạch Mạc Thành xung quanh dạo qua một vòng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lọt vào tai, Tiêu Đỉnh sắc mặt cũng là thoáng có chút biến hóa. Tại xung quanh tháp qua nhĩ sa mạc, cái danh đầu này tự giống như thanh thế đan vương cổ hà ở trong Gia Mã đế quốc. Ta không biết. Thanh Lân lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được, nửa năm trước,
nàng đột nhiên đi tới vị trí đông bộ Thạch Mạc Thành. Ở nơi đó tựa hồ dừng lại một đêm, ở trong một đêm này, phía đông năng lượng cực kỳ táo bạo, hơn nữa ta còn biết, tại lúc nàng rời đi, tựa hồ bị thương. Nghe Thanh Lân nói ra, Tiêu Viêm nhẹ thở ra một hơi, đôi mắt híp lại, thấp giọng nói, ngươi có thể xác định địa phương nàng dừng lại, cụ thể là chỗ nào không? Hẳn là có thể, mặc dù thời gian cách nửa năm, bất quá nàng để lại ở đó một ít, hơi thở còn sót lại thật sự là quá nồng. Ta dựa vào tia huyết mạch trong cơ thể nọ, hẳn là có thể tìm tới cái địa phương kia. Lúc nói đến tia huyết mạch nọ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân rõ ràng ảm đạm đi vài phần, bất quá nàng vẫn cố gắng mỉm cười như cũ nói. Thiếu gia muốn đi, Thanh Lân sẽ hết sức mang ngài đi mà. Vậy đa tạ Thanh Lân. Ngày mai chúng ta liền tới đó nhìn một chút chứ, hy vọng kết quả sẽ không để cho ta thất vọng. Tiêu Viêm cười gật đầu, nhẹ giọng nói. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 189, dò xét địa hình. Đại mạc mịt mờ, cát vàng tàn phá bừa bãi. Thanh Lân, ngươi xác định là nơi này? Tiêu Viêm vẻ mặt ngạc nhiên nhìn một mảnh sa mạc bằng phẳng trước mặt, địa hình nơi này cực kỳ quá tầm thường, không có bất cứ cái đặc điểm gì có thể khiến cho người khác chú ý. Cùng loại cát bằng phẳng này, tại trong sa mạc mênh mông, cơ hồ là nhiều không đếm xuể. Tiêu Viêm rất khó tưởng tượng, địa phương này không chút nào thu hút, dĩ nhiên có tung tích của dị hỏa. Tại phía sau Tiêu Viêm là Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ, đồng thời còn có mấy chục tên đoàn viên tinh anh của Mạc Thiết Song binh đoàn. Bất quá lúc này, bọn họ đều là đem ánh mắt hoài nghi hướng về phía Thanh Lân dẫn đường trước mặt. Đối với bọn họ tại Thạch Mạc Thành sinh sống mấy năm thậm chí vài chục năm mà nói, khối địa phương này quả thực là tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn. Hơn nữa trong đó có một số người thậm chí còn có qua lại nhiều lần làm nhiệm vụ ở nơi này. Nhưng bọn họ chưa bao giờ cảm giác được nơi này cùng địa phương khác có cái gì khác nhau đâu à. Bị mọi người nhìn chăm chú vào, Thanh Lân mặc dù có chút khiếp đảm, bất quá nàng vẫn như cũ cố lấy dũng khí nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, nhẹ giọng nói, thiếu gia, tại trong cảm ứng của ta, nửa năm trước địa điểm phát sinh dị động, đích thật là ở chỗ này. Nghe vậy, Tiêu Viêm lông mày hơi hơi cau lại, chậm rãi tới trước hai bước, đứng ở một chỗ trên cồn cát nho nhỏ, đưa mắt nhìn xung quanh nhìn, mặt hiện lên vẻ trầm ngâm. Nơi này cũng không có kiến trúc đặc thù cùng với sơn động kỳ dị, bất quá Thanh Lân tựa hồ không giống đang nói dối. Nếu trên mặt đất không có, trên bầu trời cũng không có. Như vậy, có lẽ ở chỗ này. Tiêu Đỉnh nhìn xung quanh, đột nhiên ngồi xổm người xuống đến, bàn tay nắm lên một nắm cát, sau đó chậm rãi cho rơi xuống, khẽ cười nói. Ý tứ đại ca, ở dưới đất. Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi hơi sửng sốt, ngạc nhiên nói. Ân, mặc dù có rất nhiều cường giả có thể mượn không khí vặn vẹo trong sa mạc mà chế tạo ra hải thị thận lâu mê hoặc tầm mắt của người khác. Bất quá tại xung quanh Thạch Mạc Thành trình độ không khí vặn vẹo còn không đủ để hình thành loại kỳ quan này, cho nên có thể bài trừ cái khả năng này. Nếu không cẩn thận che lấp mà chúng ta dùng mắt thường mà lại nhìn không thấy. Như vậy khả năng lớn nhất đó là trên mặt đất. Tiêu Đỉnh cười phân tích nói. Hơi hơi gật đầu, Tiêu Viêm nhẹ dẫm dẫm mặt đất, chợt cười khổ nói, nhưng cho dù bí mật là đang dưới đất, nhưng chúng ta chung quy khó có khả năng đào lung tung mà tìm chứ. Tự nhiên là khó có khả năng. Tại trong sa mạc đào bới lung tung, nói không chừng cuối cùng sẽ đem chôn sống chính mình. Bất quá mỹ nữ Đỗ Toa nọ nếu cũng có thể đi xuống, như vậy ta đoán chắc hẳn là có thông đạo ẩn giấu. Cười lắc đầu, Tiêu Đỉnh cười nói, bên trong đoàn chúng ta vừa lúc có một hảo thủ biết chút tinh thông điều tra địa hình. Chỉ cần để cho bọn họ đến kiểm tra đo lường một phen, hẳn là không khó tìm kiếm ra thông đạo tiến vào lòng đất. Nghe vậy, Tiêu Viêm thở phào, cười nói, đã như vậy đành phải phiền toái bọn họ. Tìm kiếm thông đạo thật ra là việc nhỏ. Bất quá nơi này cách Thạch Mạc Thành cũng không xa. Chúng ta nhân mã lớn như thế mà công khai dò xét cổ địa, ta nghĩ sợ rằng sẽ bị thế lực khác bên trong Thạch Mạc Thành phát hiện được. Tháp Qua Nhĩ sa mạc ban đêm rất là ngắn ngủi. Nếu chỉ ở buổi tối mới tiến hành công việc thì không chỉ sẽ tiêu hao đại lượng thời gian. Hơn nữa nói không chừng còn có thể bởi vì duyên cớ trời tối mà bỏ sót một địa phương ít trọng yếu.
ở Thạch Mạc Thành này, lấy thực lực Mạc Thiết Dòng binh đoàn chúng ta. Trừ những tiểu thế lực không dám trêu chọc ra thì có Sa Chi Dòng binh đoàn. Không thể nói sẽ không nhảy ra quấy nhiễu. Tiêu Đỉnh lắc đầu. Cao mày bất đắc dĩ nói. Sa Chi Dòng binh đoàn. Tiêu Viêm cao mày. Sa Chi Dòng binh đoàn bên trong Thạch Mạc Thành ngoại trừ thành chủ phủ thế lực cực mạnh ra. Mặc dù trên tổng thể thực lực, Mạc Thiết Dòng binh đoàn chúng ta cũng không chỗ thua kém. Nhưng bọn họ có đoàn trưởng Sala, là một kẻ đại đấu sư. Ngươi hẳn là minh bạch đại đấu sư cùng đấu sư chênh lệch như thế nào rồi. Cho nên ngày thường nếu như không đại sự, chúng ta bình thường đều sẽ không trêu chọc vào Sa Chi Dòng binh đoàn. Bất quá lần này chúng ta nếu như gióng trống khua chiêng mà tìm tòi. Tóm lại nếu để cho bọn họ trỗi dậy lòng hiếu kỳ. Dưới tình huống loại này, bọn họ tự nhiên khó có khả năng bảo trì bàng quan. Tiêu Lệ một bên có chút bất đắc dĩ lên tiếng nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm chép chép miệng, trầm ngâm một hồi lâu. Ngẩng đầu nhìn Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ, mỉm cười nói, không quan hệ. Đại ca cùng nhị ca chỉ đơn giản làm cho người ta tìm tòi tốt là được rồi. Bất quá vẫn mong nhất định không nên đem tin tức dị hỏa truyền ra ngoài. Còn Sa Chi Dòng binh đoàn nọ, nếu là bọn họ thật muốn nhúng tay. Vậy để cho ta giải quyết. Ha, nơi này là toàn là nòng cốt của Mạc Thiết Dòng. Binh đoàn, lúc đầu chúng ta toàn là những huynh đệ vào sống ra chết, nên giữ bí mật, tuyệt đối không thành vấn đề. Tiêu Lệ vỗ vỗ lồng ngực. Bất quá vẫn có chút lo lắng nói, ngươi có thể giải quyết Sala của Sa Chi Dòng binh đoàn. Thực lực của ngươi, nhị ca yên tâm đi. Ta nói như thế, tự nhiên là có nắm chắc. Các người chỉ cần phái người tìm kiếm thông đạo là được. Tiêu Viêm thần bí cười nói. Nhìn Tiêu Viêm thần thần bí bí, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ cũng đành bất đắc dĩ gật đầu, song trong lòng họ đã có vài phần tin tưởng. Dù sao bọn họ biết, lấy tính tình của Tiêu Viêm tuyệt đối sẽ không đùa những chuyện như vậy. Tiểu gia hỏa này càng ngày làm cho người ta nhìn không thấu, trong lòng nói thầm một tiếng. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ liếc mắt với nhau, đều nhìn thấy cảm giác đồng dạng từ trong mắt đối phương. Được rồi, đã như vậy, Tuyết Lam, ngươi chạy về Mạc Thiết Dòng binh đoàn, đem mấy người am hiểu dò xét địa hình mang đến đây. Tranh thủ trong vòng một ngày, tìm kiếm ra thông đạo. Tiêu Đỉnh quay đầu, phân phó cho Tuyết Lam. Vâng, việc này cứ giao cho ta. Mỉm cười gật đầu, Tuyết Lam rất nhanh xoay người, trong miệng huýt sáo một hơi, một con mã đà không biết từ đâu chạy tới. Thân thể mềm mại nhảy lên lưng mã đà, Tuyết Lam khống chế nó, làm cho một đường bụi hướng Thạch Mạc Thành chạy tới. Nhìn Tuyết Lam từ từ biến mất trong tầm mắt, Tiêu Viêm ngồi xổm xuống, bàn tay bốc một nắm cát nóng bỏng, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, dị hỏa. Phía dưới thật sự có chứ. Sau khi Tuyết Lam trở về không lâu, liền mang theo tất cả những người tinh thông dò xét địa hình của Mạc Thiết Dòng binh đoàn. Nửa giờ sau mọi người đã đứng trước mặt của Tiêu Viêm, Tiêu Đỉnh phân phó hơn 40 chỗ cần phải dò xét, phân công xác định rồi mới bắt đầu hành động dò xét. Là thế lực lớn nhất Mạc Thành, tất nhiên là có vô số ánh mắt chăm chú nhìn vào nhất cử nhất. Động, cho nên khi Tuyết Lam mang người đi không lâu thì đã có một số lính đánh thuê đến khu vực chỗ của họ dò xét, vẻ mặt mê hoặc nhìn thành viên của Mạc Thiết Dòng binh đang dò xét. Phía ngoài Mạc Thành có thể có dị hỏa, tại lúc trước Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Viêm đã triệu tập nhân viên, gắt gao phong tỏa tin tức này, cho nên các lính đánh thuê đều vô tình bị ngăn trở bên ngoài. Theo dò xét tiến hành, người vây xung quanh xem càng ngày càng nhiều, cho dù Tiêu Đỉnh nói với bên ngoài là Mạc Thiết Dòng binh đang liệp sát một đầu tam giai ma thú, bất quá vẫn không thể ngăn cản được mọi người, vẫn như của càng ngày tới càng đông. Đứng ở một chỗ trên cồn cát, Tiêu Đỉnh nhìn người đến càng ngày càng nhiều, bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu, cứ như vậy không đầy nửa giờ. Sa Chi Dòng binh đoàn sẽ phái người đến đây. Khuôn mặt Tiêu Lệ mơ hồ có chút âm hàn tàn nhẫn, bàn tay giơ lên, trường thương xuất hiện trong lòng bàn tay, hung hăng cắm ở cồn cát, âm lãnh nói, nếu lần này bọn họ dám quá phận, Sa Chi Dòng binh đoàn cũng đừng có nghĩ là yên ổn. Sa Chi Dòng binh đoàn trừ La Bố thì cả đám còn lại chỉ là một lũ phế vật mà thôi. Tiêu Đỉnh thản nhiên cười, khuôn mặt hiện lên vẻ lãnh mang. Một bên, Tiêu Viêm cũng nhẹ giọng cười cười, khuôn mặt thanh tú khẽ ngước lên, nhãn thần khẽ híp lại, nhìn bầu trời chói chang, khóe miệng hiện lên một nét cười lạnh như băng. Cẩn thận nhìn ánh mắt của ba huynh đệ Tiêu Viêm, Thanh Lân đột nhiên phát hiện, ba người này thật không hổ là thân huynh đệ, mặc kệ tính cách như thế nào, nhưng lại ẩn hàm cho người ta sợ hãi,
Người như vậy nếu không làm thì thôi, nếu làm thì sẽ giống như một đầu ác lang bị đói gặp một miếng mồi ngon. Năm đó Tiêu Viêm vì Nạp Lan Yên Nhiên mà có thể thối hôn nhục nhã, liền buông tha cho cuộc sống dễ chịu trong gia tộc, cắn răng sống ở trong rừng sâu, suốt ngày đánh nhau với ma thú, đi sa mạc khổ tu, chịu cuộc sống cô đơn, tĩnh mịch. Hắn có thể ẩn nhẫn như thế càng nói lên tính cách của hắn. Vào ngay lúc đó, tước ánh mặt trời chói chang, bên ngoài đám người có một trận hỗn loạn, một đội lính đánh thuê ít nhất 40 người. Chậm rãi tách đám người, đến khu vực cách ly bước đến. Là người của Sa Chi Dòng binh đoàn, lần này lại có trò hay để nhìn. Hắc, hắc, La Bố rốt cuộc nhịn không được nhìn đám người, những người vây xung quanh nhịn không được lên tiếng bàn tán. Vẫn là tên kia không nhẫn nại a. Nhìn đội ngũ đi tới, Tiêu Đỉnh lắc đầu, châm chọc nói, đi xem một chút chứ. Tại chưa dò xét được tình hình, La Bố bây giờ vẫn chưa có ra mặt, hiện tại dẫn đội nhân mã kia là Ma Tinh, là người thấp nhất sau Sa La trong Sa Chi Dòng binh đoàn. Hắc, hắc, bại tướng dưới ta mà lại còn dám đến cha chúng ta nhìn ra xa một chút, Tiêu Lệ cười lạnh nói. Ân Tiêu Đỉnh hơi gật đầu, bàn tay vung lên, nhất thời xung quanh xuất hiện hơn 20 thành viên của Mạng Thiết Dòng binh đoàn. Tay cầm vũ khí, khuôn mặt lạnh lẽo, đi ra khu vực cách ly, thản nhiên nhìn đội ngũ đánh thuê đang đi đến. Hai chi đội ngũ chậm rãi gặp nhau, hào khí thoáng trầm đi một chút, Thanh Mạc Thành hai cỗ đại thế lực cũng không phải không có lần nào tranh đấu qua. Tất cả dừng lại, Mạng Thiết Dòng binh đoàn đang chấp hành nhiệm vụ, mời mọi người không quấy nhiễu, ngước mắt, thanh âm của Tiêu Đỉnh giống như công việc bình thường không vướng một chút bận tâm nào. Hắc, Tiêu Đỉnh đoàn trưởng, ta cũng không nghe nói qua, lính đánh thuê công hội phát qua loại nhiệm vụ này. Hơn nữa ở trong phạm vi mấy chục dặm quanh Thanh Mạc Thành đều thuộc về mọi người, ta dẫn người đi đến đây tựa hồ là không có gì không ổn chứ. Trong Sa Chi Dòng binh đoàn xuất hiện một nam nhân khuôn mặt âm độc, ánh mắt hắn đảo qua khu vực cách ly, hắc hắc, cười nói. Ma Tinh, nếu lần trước không nhờ Sa La ra tay, chỉ sợ rằng ngươi bây giờ đã trở thành phế nhân rồi. Tiêu Lệ liếc mắt đến nam tử này, không có một chút hảo ý cười nói. Khuôn mặt khẽ đổi, nam tử được xưng là Ma Tinh ánh mắt có chút e ngại, cùng oán độc nhìn Tiêu Lệ, liếc mắt một cái, lùi về sau hai bước. Cười lạnh nói, người ngay không nói lời thừa, đoàn trưởng chúng ta đối với khu vực này cũng có chút hứng thú, cho nên ngươi có thể cút. Một thanh âm bình thản, đột nhiên từ bên cạnh vẫn bảo trì lạnh nhạt là Tiêu Viêm, mỉm cười nói một câu. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 190, giải quyết phiền toái. Ngươi là ai? Dám như thế cùng ta nói chuyện? Nghe vậy, Ma Tinh đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn khuôn mặt còn trẻ của thiếu niên, nhất thời giận dữ, Tiêu lên lệ, Tiêu Đỉnh là đoàn trưởng của Mạc Thiết Dòng binh, nói chuyện với hắn không khách khí. Hắn không có gì kỳ quái, nhưng thoạt nhìn giống như một tiểu tử kia, cự nhiên cũng dám không khách khí nhục mạ hắn, như thế nào mà Ma Tinh lại không thẹn quá hóa giận. Lời quát mắng của Ma Tinh vừa ra khỏi miệng, sắc mặt của Tiêu Lệ lạnh lẽo, trong tay nắm chặt ô cương thương, nháy mắt thành một hình vòng cung, cước bộ hướng phía trước một bước. Trường thương mang theo một cỗ bén nhọn kinh khí, ngoan độc bắn thẳng vào yết hầu của Ma Tinh. Tiêu Lệ đột nhiên hạ sát thủ, làm cho sắc mặt Ma Tinh đại biến. Hắn không nghĩ tới đối phương lại lớn mật như thế, bất quá thực lực của Tiêu Lệ trên hắn, cho nên đành phải chật vật thụt lùi xuống, mà lúc thụt lùi, bàn chân bị vướng, tiếp theo ngồi phịch xuống đất. Tiêu Lệ, ngươi dám giết ta, đoàn trưởng chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn thấy mũi thương màu bạc phóng nhanh vào hắn, khuôn mặt Ma Tinh thoáng hiện lên vẻ sợ hãi, quát lên một tiếng, suy. Trường thương cách yết hầu của Ma Tinh khoảng một tấc, đột nhiên dừng lại. Kinh khí bén nhọn dĩ nhiên xuyên qua không khí đem yết hầu của Ma Tinh vẽ ra một cái nho nhỏ vết máu, máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Ngươi là cái gì mà dám nói huynh đệ của ta? Nhìn máu tươi đang chảy xuống, trường thương đang ở chỗ yết hầu, nhìn thân thể Ma Tinh đến động cũng không dám động. Tiêu Lệ xem thường cười lạnh nói. Nuốt một ngụm nước bọt, trên trán Ma Tinh chảy mấy giọt mồ hôi lạnh, cẩn thận chống tay dưới mặt cát, sau đó chật vật lui về đội ngũ. Oán độc nói. Tiêu Lệ, ngươi có can đảm, chờ ta về báo cáo với đoàn trưởng, Mạc Thiết Dòng binh đoàn các ngươi chờ đại nạn đến đi. Nói xong,
Ma tinh ở trường thương lại đánh đến. Một tiếng thét to mang người vội vã trốn đi. Nhìn một đám sa chi dòng binh đoàn như chó nhà có tang chật vật rời đi. Mọi người xung quanh đều không nhịn được phát ra tiếng cười nhạo. Phế vật. Đối với đám người ma tinh chạy trốn, Tiêu Lệ bĩu môi, hướng người về Tiêu Viêm nói, hiện tại trước mặt nhiều người như vậy đuổi bọ sa chi dòng binh đoàn trở về. Ta nghĩ chúng ta đã kết cừu với bọn họ, sau khi ma tinh trở về nhất định sẽ thêm dầu thêm mỡ với La Bố. Sợ rằng ngày mai, sa chi dòng binh đoàn sẽ đem người đến đây cường đoạt chỗ này. Tiêu Viêm gật đầu cười, ánh mắt đảo nhẹ về các phía, nhẹ giọng nói, đại ca, nhị ca, các người chỉ cần đem chỗ này bảo vệ cho tốt, về phần sa chi dòng binh đoàn thì để ta đi giải quyết người. Thật sự làm được sao chứ? Nếu như thật sự không được. Tiêu Đỉnh có chút lo lắng, nhíu mày nói, ây ây, chỉ là một cái đại đấu sư mà thôi. Híp mắt cười gật đầu. Tiêu phất tay với hai người, kéo một đầu mã đà nhảy lên, mỉm cười nói, tin tưởng ta. Ta sẽ làm cho sa chi dòng binh đoàn thời gian này sẽ làm rùa rụt cổ, nằm yên trong thạch mạc thành. Nói xong, gót chân Tiêu Viêm đá nhẹ bên hông mã đà mang theo một vệt bụi mù. Chạy nhanh đến thạch mạc thành, nhìn Tiêu Viêm đang đi xa. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ liếc mắt một cái, đều không khỏi cười khổ lắc đầu. Sau một lúc lâu, mới bất đắc dĩ nói, quên đi, hy vọng tiểu gia hỏa này còn có át chủ bài. Nếu như thật sự không được, lấy thực lực mạc thiết dòng binh đoàn của chúng ta. La Bố cũng không dám kiêu ngạo, dù sao muốn chém giết, bọn sa chi dòng binh đoàn cũng sẽ tổn thất một nửa. Loại tổn thất này hắn sẽ không có khả năng thừa nhận được. Một bên, Tiêu Lệ giơ tay cười dài nói, ta rất tò mò Tiểu Viêm có đem được Sa La ngoan ngoãn ở trong thạch mạc thành rửa mắt chờ đợi đi. Ta tin tưởng hắn cười khẽ. Tiêu Đỉnh thấp giọng nói, ánh trăng sa mạc treo trên bầu trời. Giống như một cái bàn thản nhiên đem thạch mạc thành bao phủ xuống. Tại khu vực phía tây của thạch mạc thành, có một đình viện lớn, ngọn đèn dầu tỏa sáng không ngừng tiếng vui đùa từ trong đó truyền ra. Giữa đại viện có một cây cờ xí mang năm dòng chữ to sa chi dòng binh đoàn trong đêm tối. Một luồng gió thổi qua, làm cho cờ xí nhẹ nhàng bay trong một căn phòng của đại viện. Một ngọn đèn đem hắc ám trong phòng hoàn toàn xua đi. Trong căn phòng, có hai người ngồi, trong đó một người chính là người cùng Tiêu Viêm cùng Tiêu Lệ có xung đột qua ma tình. Mà ở trên ghế thủ vị chính là một trung niên nhân, tất nhiên đó là đoàn trưởng sa chi dòng binh đoàn, đoàn trưởng La Bố. Đoàn trưởng, Tiêu Đỉnh càng ngày càng kiêu ngạo, phải biết rằng trong thạch mạc thành sa chi dòng binh đoàn mới là mạnh nhất. Mà hai cái mao đầu tiểu tử này đến không đầy mấy năm lại dám coi thường chúng ta, nếu tiếp tục để bọn họ phát triển sợ rằng hậu hoạn vô cùng. A Ma Tinh liếm liếm môi, âm độc nói. Ngoài phía trên, trung niên ngước mắt nhìn Ma Tinh ở phía dưới, bình thản nói, nghe được bọn họ nơi ấy làm cái gì không? Ách, không có. Ta mang người căn bản chưa đến gần, đã bị bọn Tiêu Lệ đuổi đi. Khuôn mặt khẽ đỏ lên, Ma Tinh xấu hổ nói. Nghe vậy, trung niên khẽ nhíu mày, hừ một tiếng, hiển nhiên đối với năng lực làm việc của Ma Tinh có chút không hài lòng. Nghe tiếng hừ, trên tán Ma Tinh có chút mồ hôi lạnh, chặn lại nói, đoàn trưởng. Mặc dù không biết mục đích bọn họ là gì, nhưng có thể làm cho tên giảo hoạt Tiêu Đỉnh dốc hết lượng để đi tìm đồ vật này, tuyệt đối không phải tầm thường. Hơn nữa chỗ bọn họ tìm chính là không xa phạm vi của Thạc Mạc Thành, chúng ta có thể lấy cớ bước vào chỗ khu vực nọ. La Bố khẽ gật đầu. Khuôn mặt vẫn có một chút do dự, tại vì không cụ thể là tìm vật gì, hắn cũng không muốn cùng Mạc Thiết Dòng binh đoàn khởi xung đột, mặc dù hắn là đại đấu sư, là cường giả trong đoàn. Trừ bỏ Ma Tinh là đấu sư, còn các thành viên khác đều là dưới đấu sư, mà Mạc Thiết Dòng binh đoàn không chỉ có Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ là đấu sư cường giả. Hơn nữa trong đoàn còn có hai gã nhị tinh đấu sư, loại thực lực này so với sa chi dòng binh đoàn mạnh hơn rất nhiều, cho nên La Bố đối với Mạc Thiết dòng binh đoàn cũng có mấy phần kiêng kỵ. Đoàn trưởng, tận dụng thời cơ a, trong sa mạc bí mật quá nhiều, vạn nhất bọn họ đào ra được một ít công pháp hoặc đấu kỹ của tiền nhân. Như vậy sau này Mạc Thiết dòng binh đoàn có thể không cần kiêng kỵ sa chi dòng binh đoàn của chúng ta nữa a. Nhìn La Bố chần chừ, trong lòng Ma Tinh thầm mắng một tiếng, bắt đầu bỏ dầu vào lửa. Được rồi. Tại vì Ma Tinh ở dưới thúc giục, La Bố có chút dao động, trầm ngâm chốc lát, rốt cuộc không nhịn được gật đầu. Ngày mai tập hợp nhân thủ,
sau đó cưỡng đoạt khối địa bạn nọ của Mạc Thiết Dòng binh đoàn. Thấy La Bố rốt cuộc gật đầu, khuôn mặt ma tinh hé lên vẻ cười, trong ánh mắt hiện lên vẻ oán độc. Ai? La Bố đoàn trưởng quyết định thật làm cho người ta thất vọng a. Trong căn phòng nhàn nhạt một thanh âm không báo hiệu đột nhiên vang lên. Thanh âm đột nhiên vang lên làm cho hai người trong căn phòng sắc mặt đại biến, quay đầu lại có chút hoảng sợ phát hiện trên cái ghế trong căn phòng đột nhiên một vị thiếu niên thân mang hắc bào cứ nhiên không biết xuất hiện khi nào ở trong phòng. Ngươi là ai? Khiếp sợ nhìn thiếu niên vào phòng mà mình không thể phát giác, La Bố quát lên, chỉ bất quá thanh âm bên trong có chút nhũn ra. Đoàn trưởng, đây là huynh đệ của Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ. Nhìn dung mạo của Tiêu Viêm, Ma Tinh lùi ra phía sau, kêu lên một tiếng. Nghe vậy, nhãn đồng của La Bố hơi co lại, ánh mắt gắt gao nhìn Tiêu Viêm, trầm giọng hỏi, vị bằng hữu kia, đêm khuya đến thăm Sa Chi Dòng binh đoàn không biết có chuyện gì. Chính mắt thấy Tiêu Viêm bất ngờ xuất hiện, La Bố cũng không phải người ngu, xem thiếu niên này là một người vô tri. Không có chuyện gì. Chỉ là muốn vài ngày này La Bố đoàn trưởng quản chế thuộc hạ của mình, nói bọn họ không nên đi quấy rầy chính sự của đại ca và nhị ca của ta. Nhón tay Tiêu Viêm khẽ gõ mặt bàn cười nói. Tiểu tử, ngươi cũng quá càn rỡ, ngươi nghĩ ngươi là ai? Nghe được lời Tiêu Viêm nói, Ma Tinh phẫn nộ quát lên. Khốn khiếp ngước mắt, Tiêu Viêm thấy Ma Tinh đang trốn phía sau La Bố, con ngươi đen kịt xẹt qua một chút âm hàn, thân thể chợt động sau đó. Chợt đúng lúc này có một đạo bóng đen, như một đạo tia chớp xuyên qua các trở ngại. Trong nháy mắt, một bàn tay nhẹ nhàng áp trên lưng của Ma Tinh, thân thể khẽ nghiêng về phía trước. Nhẹ giọng nói, ngươi là một tên cẩu quân sư, chủ ý rất là ác độc a. Vừa dứt lời, trên bàn tay Tiêu Viêm, hỏa diễm đột nhiên phát ra, sau đó rất nhanh tiến vào bên trong thân thể của Ma Tinh. Ma Tinh trong nháy mắt biến thành tro bụi. Trong nháy mắt đánh chết Ma Tinh, Tiêu Viêm vỗ nhẹ bàn tay, bàn chân nhẹ nhàng đi đến trước mặt La Bố, nhìn hắn đang chảy mồ hôi lạnh, không khỏi mỉm cười. Nhìn khuôn mặt thiếu niên đang tươi cười, yết hầu của La Bố có chút khô khốc, lúc trước người này thi triển tốc độ quỷ mị, thật làm cho trái tim hắn lạnh ngắt, có thể thi triển tốc độ, cùng thực lực. Cấp bậc ít nhất phải là đấu vương. Đấu vương. La Bố nhìn khuôn mặt thanh tú của thiếu niên, trong lòng khẽ rên rỉ, chưa đến 20 tuổi mà đã đấu vương. Ân, lúc chuyện ta đề nghị, Tiêu Viêm nhìn hỏa diễm trong tay, mỉm cười hỏi. Cục nuốt một miếng nước bọt, La Bố đem ta lau mồ hôi trên trán, khuôn mặt thoáng lộ ra vẻ cười rất khó coi. Hắn cực kỳ thức thời nói, toàn bộ y theo lời của đại nhân, Sa Chi Dòng binh đoàn tuyệt đối không tiến vào khu vực nọ nửa bước. Các bạn vừa nghe xong tập 19 của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.